gần ngày dự sinh hoặc là gần ngày dự sinh. Sản phụ này có ba đứa con, nhìn tuổi khá là xem nhau thì mình nghĩ là có thể là ba đứa con này được sinh gần nhau như mấy bạn đã nói, hoặc là một cái trường hợp có thể là sinh đa thai cũng có thể, bởi vì nhìn ba đứa con nó rất là khá là xem nhau. Mình á thì mình thấy á, trên cái bụng của sản phụ này á, thì đo về ca tử cung là khoảng 35 cm, thì chắc là tuổi thai của sản phụ này chắc cũng rơi vào đó, đâu đó khoảng hơn 9 tháng một chút, thì có thể tuổi thai nó phải trên 40 tuần rồi. Trên bụng của sản phụ này cũng không có cái sẹo mổ nào hết, không có vết sẹo nào hết, mà bệnh nhân này lại có ba đứa con thì có thể là đã có 3 lần sinh thường trước đây. Mình hết nha. Rồi thì mình thấy vừa rồi ý kiến của bốn bạn thì đều là gần giống nhau hết. Thì ngoài ý kiến đó thì các bạn ngoài bốn và bốn bạn đó lẫn các bạn khác thì có muốn đặt thêm câu hỏi gì về cái thai phụ này không? Như là tại vì như các bạn cũng đều nhận xét là thai phụ này đã có ba đứa con và ba đứa đó đều sinh gần nhau, thì các bạn có muốn tìm hiểu hay quan tâm gì về cái những lần mang thai trước đó của thai phụ này không? Mọi người cho ý kiến. Mình muốn hỏi thêm là cái nếu mà ba đứa con đó thì mấy lần sinh trước là thai phụ sinh sinh thường hay là sinh mổ, rồi các lần sinh đó thì sau sinh thì sản phụ hậu sản nó có bình thường hay không, có gì bất thường không? Rồi cảm ơn Giang. Rồi còn bạn nào khác có ý kiến gì nữa không? Mình muốn hỏi cân nặng của cái bé này cũng như là cân nặng chiều Cân nặng đó, cũng như là xe phế luôn hả mình? đúng rồi, của ba bé cũng như là cân nặng chiều cao của thai phụ. Rồi mình muốn hỏi về cân nặng của đứa bé và BMI của thai phụ. Rồi có bạn nào có thêm câu hỏi gì khác nữa không? Xin lỗi Nghĩa, nhưng mà tại vì ồn quá mình không có nghe được á, Nghĩa có thể nói lại được không? Ý là mình muốn hỏi về tình trạng của bé qua bé này từ lúc sinh ra tới giờ thì bé có bị dị tật gì hay không? Nghĩa muốn hỏi xem là các bé có sau khi sinh ra có bị dị tật gì hay không? Rồi còn bạn nào có muốn đặt câu hỏi gì nữa không? Mình muốn hỏi là cái quá trình mà của người phụ nữ này á Quy. Sao Ngân? Ngân muốn hỏi về ba ra của người phụ nữ này á. Chào anh Duyên đi. Alo. Mình muốn hỏi thêm là về các cái tiền căn với tiền căn bệnh lý của sản phụ này trước đó, nội khoa ngoại khoa, với lại là các bệnh lý mà bệnh thai phụ này có trong thai kỳ thì có hay không, trong những lần mang thai thì thai phụ này đã làm những gì trên cái thai kỳ này. Mình hết. Cảm ơn cô học mình. Thì giờ mình tóm tắt lại là rồi thì các bạn đều muốn hỏi về các tiền căn và những lần mang thai trước đây và trong quá trình mang thai thai phụ đi khám thai như thế nào, rồi có mắc các bệnh lý nội khoa sau khi sanh, tình trạng của thai phụ như thế nào, có mắc ra cái biến chứng gì hay không, đồng thời muốn tìm hiểu thêm về bara của bệnh của thai phụ cũng như là cân nặng của những đứa bé sau khi sinh, đồng thời đánh giá xem là những đứa bé có dị tật gì hay không. Đó là mình tóm tắt lại những câu hỏi, một số câu hỏi vừa rồi các bạn đó. Còn bạn nào nếu mà có thêm câu hỏi gì thì xin mời cho ý kiến. Mình là Lâm Anh. Mình không biết là một nữ này có thai là cái một bệnh nhân là bị chướng lên nữa. Mình xin hỏi là vậy. Ồ, cái bạn nghĩa gì bạn hỏi là bạn hỏi là các bé sinh ra có dị tật gì không á, thì anh hỏi thì bạn trả lời là tại vì có những bé dị tật á, thì sẽ được khởi phát triển dạ sớm. Nhưng mà ý là sao, ý ý tại thì nó liên quan gì, tức là tại sao em nghĩ ra là những đứa bé này là những đứa bé của sinh ra từ khởi phát triển dạ sớm hay cái gì, mà để mình hỏi cái câu là bé có dị tật gì không?
Để theo như đọc những tin tức về sự kiểu trẻ sớm thì có được chích thuốc không cho con thì kiểu như đó là còn những cái không tiếp bình huy anh rồi rồi ngoài ngoài những câu hỏi ra còn bạn nào có ý kiến nữa không? Nếu không thì bây giờ nhóm mình sẽ ghi nhận là những câu hỏi đó và sẽ chuyển qua slide tiếp theo để cùng đánh giá tiếp cái tình trạng của thai phụ này. Dạ anh chuyển slide giúp em. Rồi ở trên đây là một cái case lâm sàng thì một bạn nào đó có thể giúp mình dịch nội dung của cái case này cho các bạn khác cùng nghe được không ạ? Mình dịch luôn nha. Cái này là một cái người cái sản phụ đó là một người phụ nữ 35 tuổi, xong rồi cô có cái chỉ số giống như các lần mang thai và các lần sinh là D4-B3 và hiện tại thì đang ở tuần thai thứ 41 và cô đó đang trong giai đoạn chuyển dạ nên là được nhập viện. Cảm ơn Ngọc. Mình bổ sung cái kia nữa là cái Atilabo là giai đoạn hoạt động, cái giai đoạn mà chuyển dạ mà hoạt động á. Atilabo. Rồi, cảm ơn Ngọc, cảm ơn mình. Thì cái có một buổi BBL trước thì mình đã được các anh đề cập tới về cái chỉ số G và P này. Thì một bạn nào đó có thể giúp mình phân tích lại ở cái chỉ số G4B3 đây nghĩa là gì không? Cái chỉ số này buổi trước trong một cái cây mình cũng đã được các anh phân tích và yêu cầu về nhà tự tìm hiểu rồi, thì bây giờ một bạn đó có thể giải đáp cho mình cái này, cái chỉ số này có nghĩa là gì? Mình xin trả lời nha Huy. Trả lời đi qua. Cái Gravida là cái G là Gravida là cái số lần mà mang thai của cái người này thì là 4 lần. Còn cái P là para thì là có 3 đứa trẻ là được sinh sau 24 tuần. Còn cảm ơn Khoa. Cái G4B3 mình thấy là G4 là giống Khoa nói là mang thai 4 lần là tính cả lần này là lần thứ 4. Còn B3 là tất cả những bé mà được sinh ra nhưng mà phải là tất cả những thai được sinh ra nhưng mà phải là thai sau 20 tuần chứ phải không phải là sau 24 tuần. Mình nhớ là vậy. Alo, theo mình á đọc á thì cái việc 20 tuần hay là 24 tuần á nó sẽ phụ thuộc vào cái quốc gia và cái vùng đó người ta quy định, nhưng mà cái para là không phải là số thai được sinh ra mà nó là số lượng thai đạt đến cái tuổi thai còn sống và nó sẽ bao gồm cả cái thai sống và thai chết luôn luôn. Cảm ơn Ngân. Thì qua cái case mà ban đầu Tiểu Ngọc đã dịch đó thì mọi người có giúp mình nốt ra được những cái vấn đề mà mình cần đặt ra trong cái tình huống là gì không? Những cái điểm mà mình cần phải lưu ý trên cái case của thai phụ này. Mình nghĩ là điểm mình lưu ý trên cái thai phụ này, thứ nhất là thai phụ này là 35 tuổi, là tuổi mang thai thì là cao. Thứ hai á, là bệnh nhân đã sinh mang thai được 3 lần, mang thai được 4 lần, lần này lần thứ 4. Thì cái đó là một điểm chú ý, tại vì cái tử cung nó sẽ yếu hơn so với những thai phụ khác. Thứ hai là thai phụ này đã được 41 tuần thì chắc đã hơn quá đã tới ngày dự sanh đó. Mình hết. Cảm ơn Bình. Thì ngoài những điểm mà Bình đã ghi chú lại từ cái case trên đây thì có bạn nào muốn đặt ra thêm câu hỏi gì về cái case của thai phụ này không? Nghĩa là các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin gì về cái case này mà các bạn thắc mắc, hay là các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái tình hình của thai phụ này như thế nào thì mời các bạn cho ý kiến. Với thai phụ mà 41 tuần như vậy với lại với cái giai đoạn hoạt động như vậy, mình muốn hỏi là ối của thai phụ nó vỡ chưa? Cảm ơn Giang. Cái chuyện dạ này là nó kéo dài bao lâu rồi? Và cái nếu mà họ là có cơn ngò, cái cơn ngò này nó tính chất nó sao?
nhóm bương giếng. Có ai còn câu hỏi nào khác không? Hỏi là cái giai đoạn chuyển dạ của bệnh nhân là bắt đầu được bao lâu rồi? Ý là nó kéo dài bao lâu rồi? Mình muốn hỏi là mấy lần trước thì bệnh nhân có đi khám thai đầy đủ không và có gì bất thường trong những lần khám thai trước đây không? Cảm ơn Thanh Bình. Rồi là cho mình hỏi là cái tuổi thai này là tính theo siêu âm hay là tính theo kỳ kinh chót của sản phụ? Cảm ơn Dũng. Mình muốn hỏi là ở đây có đề cập là thai 41 tuần á, thì thai 41 tuần là một thai đã quá ngày dự sanh rồi, nhưng mà vì sao mà thai phụ có đi khám không, rồi có gì bất thường không mà thai quá ngày như vậy á? Câu hỏi của chị Minh. Rồi còn bạn này có câu hỏi gì cho tình huống của thai phụ đúng không? Là muốn hỏi tình trạng hiện tại của thai phụ như thế nào và thai phụ này đã được làm những xét nghiệm cận lâm sàng gì về sức khỏe của thai phụ hiện tại ấy nha. Rồi qua những cái câu hỏi đó thì nhóm mình đã ghi chú lại và sẽ dựa vào những slide sau để mọi người cùng nhau giải đáp. Thì dựa trên cái thay này thì mọi người có đưa ra cho bản thân mình một cái giả thuyết gì về cái thai phụ này được hay không? Như kiểu một thai phụ 35 tuổi đã từng mang thai 4 lần, bây giờ thai 41 tuần thì mọi người nghĩ gì về thai phụ này? Em đang đi dạy được. Mọi người cho ý kiến. Nếu như mà mọi người không có chủ động thì mình sẽ hỏi. Mình cho ý kiến này. Thai này thì nó quá ngày dự sanh rồi, nó ở tuần thứ 41 thì cái nguy cơ bánh nhau bị suy thoái thì ở trường hợp này thì rất là cao, cho nên là có thể ảnh hưởng đến thai, làm chậm phát triển thai. Cảm ơn Ken Duy. Em có ý kiến là 21 tuần thì nó cũng sao gọi là quả ngay dự sanh được. Thì bình thường mà cái phương pháp nếu mà đo mình cũng chuẩn xác thì cũng có thể sai từ 3 đến 7 ngày mà. Mình không bị kiểu tuần đó, nhưng mà mình cũng không nghĩ là quả ngày. Rồi còn ai có đề ra cho bản thân mình một cái giả mình thuyết gì? Mình hỏi thêm một câu nữa là cái bệnh nhân này là chuyển dạ hoạt động này là do khởi phát chuyển dạ hay là bệnh nhân tự vào chuyển dạ hoạt động? Ok Khoa. Mọi người cứ thoải mái phát biểu đi, nhóm mình vẫn đang ghi nhận là giải thích như câu hỏi của các bạn. Cho mình hỏi là cái lúc mà mang thai á, bệnh nhân có sử dụng những cái loại thuốc gì không? Thế này á, mình nghĩ là bệnh nhân này đang ở trong giai đoạn 1 của chuyển dạ đó. Còn ai có ý kiến hay là có câu hỏi gì cần đặt thêm cho thai phụ nữa hay không? Mình có ý kiến là hồi nãy trong cái hình đầu thì mình có thấy là bề cao tử cung của bệnh nhân là 35, thì theo công thức mà bề cao tử cung chia 4 cộng 1 á, thì mình tính ra tuổi thai thì cũng khoảng 41 tuần. Và trong slide này thì người ta cũng cho là tuổi thai 41 tuần, nên mình nghĩ là cái tuổi thai này có thể là chính xác rồi. Mình nghĩ cái này là rồi thì mình tóm tắt lại mình những cái giả thiết mà các bạn trong nhóm đã nêu ra thì Ken Duy cho rằng là cái thai này là thai quá tuần thì nhiều khi sẽ ảnh hưởng tới thai và chậm phát triển thai.
Thì còn nhưng mà Thanh Minh thì lại cho rằng là cái sai số trong quá trình định tuổi thai nên là chưa quá ngày dự sanh. Còn chị Hà thì lại muốn hỏi là trong lúc mang thai có sử dụng thuốc gì không? Sản phụ lên trong giai đoạn mùa của chuyển dạ. Còn Giáng thì khẳng định lại một lần nữa là cái hình trên slide đầu tiên với lại cái thông tin mà đề thông tin trên cái case này thì cho rằng là cái tuổi thai 41 tuần là chính xác. Thì còn ai có câu hỏi giải thuyết gì nữa không? Nếu không thì mọi người nắm được sơ qua về. Hello. Mình có Hello. Mình nghĩ là có thể là sản phụ này á là có thể là quá cái ngày dự sinh đó xong rồi á là vì một cái nguyên nhân nào đó, ví dụ như là có đe dọa đến sức khỏe của thai hoặc là mẹ gì đó nên là mới phải khởi phát triển dọa. Tức là bệnh nhân này, tại vì khi mà bệnh nhân lớn tuổi á thì lại là thì nó sẽ có nhiều cái bệnh có thể xảy ra, ví dụ như là tiền sản giật. Trong cái yếu tố nguy cơ của tiền sản giật thì là cũng có mẹ lớn tuổi ở trong đó, thì nó sẽ góp phần vào cái chuyện là cái quá ngày dự sinh mà người ta sẽ không chờ cho nó tự chuyển dạ mà khỏi phát triển dạ. Mình có ý kiến. Theo khoa nói là ở đây được khởi phát triển dạ thì mình không đồng ý, tại vì ở đây ghi là bệnh nhân 41 tuần thai và được nhập viện trong cái giai đoạn là chuyển dạ hoạt động rồi, chứng tỏ là bệnh nhân đã chuyển dạ rồi bệnh nhân mới đi vô viện. Với lại là nếu bệnh nhân có tiền sản giật thì không ai mà để đến tuổi thai 41 tuần mới vô bệnh viện cả. Nếu có tiền sản giật thì họ đã chấm dứt thai kỳ từ trước rồi. Ở đây mình muốn hỏi thêm là trong thai kỳ, trong những cái lần sinh trước thì bệnh nhân có khi sinh thì có cái biến chứng gì không? Có các bất thường như là có nhau bong non hay là có bắn huyết sâu xanh hay là gì không? Rồi, ở đây mình thấy tuổi thai 41 tuần thì mình thường thấy là khi mà tuổi thai nó càng lớn, ví dụ như tuổi thai 40 tuần thì cái bề cao tử cung nó phải thấp hơn lúc mà 38 tuần, thì mình thường thấy là cái chiều cao tử cung, bề cao tử cung á, thường thì nó sẽ kiểu cỡ 32, 33 khi mà đi lâm sàng thì mình thấy vậy. Nhưng mà ở đây là tới 35 lận thì mình không biết là cái thai này nó chưa lọt hay là do cái thai to hay là sao. Mà ở đây đã chuyển dạ hoạt động rồi thì mình nghĩ nó phải xuống, thì cái như vậy là cái thai này, cái bề cao tử cung nó 35 lận thì mình nghĩ đây là cái thai nó to hoặc là đa ối hay là đa thai hay gì đó. Dạ hết rồi. Xin cảm ơn cái ý kiến của Ngọc. Thì hiện tại thì nhóm mình đã tổng hợp lại cái ý kiến của các bạn, thì các bạn có thể theo dõi để có thể nắm được ý kiến của từng người ở trên Google Doc. Thì bây giờ mọi người nắm kỹ thông tin về cái thai phụ này để mình có thể chuyển qua slide tiếp theo để mọi người không bị bỏ lỡ thông tin nha. Anh chuyển qua slide thì giúp em. Đầu tiên là giống như Ngọc nói á, là thứ nhất đó là cái chị này đầu tiên là mấy em nói G4B3 gì đó. G4B3 nếu em biết theo kiểu bara như tiếng Việt mình đó thì nó sẽ, mấy em sẽ ghi sao? Nếu mà ghi theo tiếng Việt mình thì sẽ ghi là nếu mà cả ba thai đó nếu mà sinh ra đều bình thường thì em nghĩ là sẽ ghi là 3003. Rồi. Thì giống như bạn nói đó, tức là ri đó, tức là có bao nhiêu lần mang thai và tính cả cái lần mang thai này nữa thành ra mới là G4. Còn B là những cái thai kỳ á mà giống như bạn nói, tức là nó trên 20 tuần hoặc là bé đó sinh ra nó sống đó, thì người ta đều ghi là B. Người ta đều xếp nó vào B hết, thành ra nó sẽ là B3. Thì đây là một cách thôi. Còn một cái cách khác nữa người ta sẽ ghi là gì? Para là viết tắt của gì? Dạ thưa anh, là cái chữ para là viết tắt là chữ TBA với L. T là term birth, còn B là premature birth, A là, chữ A là abortion, còn chữ L là living children. Tức là viết tắt của đủ thiếu sẩy còn á, thành ra mình có sẽ thấy là người ta còn một cách viết nữa là TBAL, tức là ví dụ người ta có thể ghi cho mình là thành giống như mình là para, tức là 3003 gì đó, tức là đủ thiếu sẩy còn. Rồi đó chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai á là mấy mình tranh cãi là 41 tuần này nè, là đây là một cái thai quá ngày dự sanh hay là do cái bệnh nhân này là sai số từ việc là người ta ước tính ngày dự sanh thôi, thành ra cái 41 tuần này không phải là cái thai quá ngày dự sanh.
cái thai vậy, nếu vậy thì cái thai 41 tuần thì người ta định nghĩa như thế nào? Vậy khi nào người ta định nghĩa là thai quá ngày dự sanh, khi nào người ta chuẩn đoán là thai quá ngày dự sanh, khi nào người ta chuẩn đoán là thai già tháng, người ta dựa vô gì chuẩn đoán? Có ai trả lời được những câu hỏi mà anh vừa nêu ra không? Dạ thì người ta dựa vào tuổi thai để chẩn đoán thai quá ngày dự sanh là trên 40 tuần đến 42 tuần, còn thai già tháng là trên 42 tuần. Nhưng mà bạn nói đó, tuổi thai nó sai số thì sao? Bạn nào lúc đầu nói đó, tuổi thai sai số thì sao vậy? Thì ví dụ bạn em nói, ý bạn nói là tuổi thai sai số, thì ví dụ em nói thai quá ngày dự sanh là thai 40 tuần 3 ngày đó, tại bạn nói là sai số cộng trừ 3 ngày vậy thì không có tính đó là thai quá ngày dự sanh, vậy là thai nó mới 40 tuần thôi, vậy là thai đủ tháng, ý bạn nói gì đó. Em quan sát cái định nghĩa của thai quá ngày dự sanh đó là thai nó lớn hơn 40 tuần từ ngày bắt đầu vô kinh, nó 40 tuần vô kinh thì nó gọi, nó định nghĩa là thai quá ngày dự sanh. Mà lỡ mình không nhớ kinh cuối thì sao? Kinh mình không đều thì sao? Thì em đâu có dựa vô 40 tuần vô kinh được. Thì em cũng phải dựa vào siêu âm đó, rồi em nói siêu âm gì, nãy em nào nói siêu âm gì cộng trừ sai số bả đã ngày đó, gì rồi ngày thai đó có quá ngày thì sao không? Mấy bạn nào trả lời thì đưa ra ý kiến về việc anh hỏi rồi câu trả lời của bạn rồi. Em thấy bạn đó im lặng rồi luôn. Nhưng mà anh thấy cái step one này thì tụi em còn cần phải tìm hiểu thêm về vấn đề nữa không? Nếu không thì tụi em ghi nhận lại ý kiến của các bạn nãy giờ rồi tụi em bước qua tìm hiểu tiếp giai đoạn thứ hai. Em muốn tìm hiểu gì thêm? Nếu như vậy tức là em chưa tính được, em chưa biết khi nào gọi ngày ai quá ngày dự sanh hả? Hay sao? Tức là mình nói định nghĩa là đúng rồi. Mình nói là thai trên 40 tuần vô kinh là thai quá ngày dự sanh, trên 42 tuần vô kinh là thai quá ngày dự sanh, là thai già tháng là đúng rồi. Nhưng mà tại vì nãy cái bạn đâu nói đó là sai số cộng trừ 3 ngày, 5 ngày gì đó, thì bạn không coi thai 41 tuần như sai số 5 ngày đó, bạn không có tính là thai quá ngày dự sanh. Nhưng mà bây giờ mình phải nói vậy nè, tức là khi mà mình đã chấp nhận á, mình xác định cái tuổi thai á, mà dựa trên siêu âm á, là mình sẽ chấp nhận là sai số, thì mình lúc đó mình chắc chắn mình phải dựa vào cái cách mà mình tính tại thời điểm này để ước tính tuổi thai nó chính xác nhất là dựa vào trên siêu âm. Cái lúc đó nếu như kinh cuối của bệnh nhân quên thì em phải dựa vào trên siêu âm. Vậy thì trên siêu âm nếu như người ta tính ra dự sanh của cái ngày, ví dụ như tính ngày hôm nay ngày 12 tháng 3 là dự sanh hôm nay á, là 40 tuần, thì đúng 40 tuần là bệnh nhân coi như là thai đủ tháng. Sau 40 tuần là coi như thai quá ngày dự sanh. Sau 42 tuần là thai già tháng, tính dựa trên cái ngày mà em đã ước tính dựa trên siêu âm hoặc là kinh cuối. Nếu như bệnh nhân nhớ kinh cuối đều, kinh cuối mình nhớ được, phải không? Thật ra cái đặc tính của thai quá ngày dự sanh là mình đã phải xác định rồi, tức là muốn chẩn đoán thai quá ngày dự sanh hay thai già tháng là điều quan trọng nhất là phải xác định đúng cái cách để mà mình tính tuổi thai lúc đầu tiên, tính ngày dự sanh lúc đầu tiên. Thành ra nó phải quay lại cái bài đầu tiên là mình dựa trên kinh cuối hay siêu âm để mình tính ngày dự sanh, đúng không? Và nếu như mình đã chấp nhận một trong hai cái đó thì mình phải tin tưởng cái đó, mặc dù là nó có cộng trừ 3 ngày, nhưng mà em phải chấp nhận cái sai số nó là 3 ngày chứ, em đâu có quyền là nói nó không 3 ngày được. Rồi một bạn nãy nói
anh thấy khá là hay, tức là bạn nói là bề cao tử cung là 35, sau hồi thai 38 tuần gì đó bề cao tử cung nó phải rớt xuống, chứ không thể nào mà nó bự như thai 40 tuần được. Lý do tại sao? Lý do tại sao em đưa ra cái lập luận như vậy? Dạ, tại vì thường là cái thai đủ tháng thì nó sẽ lọt xuống anh, cho nên là cái bề cao tử cung nó sẽ thấp hơn. Thai nó lọt xuống thành ra là bề cao tử cung của cái thai 38 tuần nó phải thấp hơn. Đó là lý do mà bạn thấy rằng á, một cái bạn tính dựa trên công thức là bề cao tử cung chia 4 cộng 1 á, là nó tương ứng với một cái thai 41 tuần. Nhưng mà nếu như theo cái ý của bạn này, bạn gì đó vừa mới cung cấp á, thì nếu vậy thì cái 35, bề cao tử cung 35 này nó sẽ to hơn. Nó sẽ to hơn so với cái tuổi thai thật sự. Chính vì vậy bạn đặt ra câu hỏi là không biết cái đứa bé mà người sản phụ này mang thai nó có to hay không, cân nặng nó có lớn hay không. Cái thứ hai là không biết bà có tình trạng gì đi kèm hay không, ví dụ như là đa ối. Mà bạn nói là có khi cái này là đa thai thì sao? Tại vì nãy giờ đề bài đâu có cung cấp bệnh nhân này mang đơn thai không, đúng không? Rồi. Thêm một ý nữa là bệnh nhân có thể bị cái gì mà bề cao tử cung nó cũng có thể lớn. U sơ, những cái bất thường về tử cung khiến cho tử cung bao lâu? Dạ, có thể là béo phì. Có thể béo phì. Ra dễ nhất là mình sẽ đi từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Ví dụ như là mình đi từ trong ra ngoài thì giống như bạn nói, tức là u sơ tử cung nằm ngoài tử cung, thành ra tử cung nó to hơn so với bình thường. Hoặc là bệnh nhân có một cái thai to, là ở trong lòng tử cung hết thai to, rồi bệnh nhân bị đa ối hay gì đó. Rồi, tức là nó nằm trong lòng tử cung thì nguyên nhân nó làm cho bề cao cung to lên. Hoặc là mình ra bên ngoài thì là thành bụng bệnh nhân dày, tức là bệnh nhân bị béo phì, thì những cái đó có thể làm bề cao tử cung bệnh nhân nó to lên. Rồi, một cái thai 41 tuần giống như nãy bạn giải thích đó, ít khi nào mà bệnh nhân này thứ nhất là người ta đã cung cấp chuyển dạ hoạt động rồi, cho nên cái việc mà bạn nào đề nghị, bạn nào nghĩ đó là do khởi phát chuyển dạ thì coi như là không đúng. Rồi, bạn nói về cái bạn mà đưa ra cái lập luận là tiền sản giật, có thể là tiền sản giật có bệnh lý gì đó, thì tiền sản giật thì giống như bạn mình cung cấp thông tin đó, tức là tiền sản giật ít khi nào người ta để tới 41 tuần người ta mới khởi phát triển giả, trừ khi nào đó là một cái trường hợp mà tiền sản giật mới phát hiện lần gần đây thôi, trong lần khám thai mà cách đây mới có 1-2 ngày đó. Rồi bây giờ làm sao mà mình định nghĩa chuyển giả hoạt động? Rồi chuyển giả hoạt động là cái gì? Chuyển dạ có bao nhiêu pha, bao nhiêu giai đoạn? Mà nãy có bạn thì nói đây đang là giai đoạn 1 hay gì đó. Dạ thưa anh, thì chuyển dạ thì sẽ có 3 giai đoạn. Đầu tiên là xóa mở cổ tử cung, 2 là sổ thai, và 3 là sổ nhỏ và cầm máu. Thì cái giai đoạn xóa mở cổ tử cung thì có giai đoạn tiêm thời và giai đoạn hoạt động. Rồi sao? Cái giai đoạn tiêm thời là giai đoạn mà chuẩn bị cổ tử cung và ngôi thai, còn cái giai đoạn hoạt động là cái giai đoạn mà cổ tử cung mở nhanh và thành lập đoàn dưới và ngôi thai tiến triển. Nhưng mà sao biết đó là chuyển dạ hoạt động hay đó là chuyển dạ tiêm thời? Hình như em nhớ là khi mà cái cổ tử cung nó mở trên 4 cm thì là lúc đó là đã chuyển qua cái giai đoạn hoạt động. Em nhớ là vậy. Rồi. Có bạn nào có ý kiến gì không? Dạ alo, hôm bữa cái bài mà chị Dương dạy cho tụi em ấy, thì thật ra ngoài 3 giai đoạn đó nó sẽ còn một cái giai đoạn số 4 nữa là 2 giờ sau khi mà sinh. Nó là sự phục hồi, thời gian phục hồi của trương lực tử cung. Còn cái làm sao để biết được cái giai đoạn tiềm thời á, thì sẽ tính từ cái lúc mà xuất hiện cơn gò đầu tiên cho đến khi cổ tử cung nó giãn bé hơn 4 cm. Tại vì cái lúc mà nó giãn được 4 cm là nó đã qua giai đoạn hoạt động rồi, chứ không phải là lớn hơn 4 cm mới là qua giai đoạn hoạt động. Ý em là từ 4 cm? Dạ, từ 4 cm. Dạ thưa anh, theo em nhớ là theo A cấp là 6 cm. Nằm bây giờ trong A cấp. Dạ em nhớ bữa trước bài chị Dương có dạy á, là người ta thường lấy là 4 cm, nhưng mà có
như theo một tiêu chuẩn của ACOG với lại MFM là 6cm. Tại sao là 6cm? Có ưu thế gì mà tự nhiên chuyển từ 4cm lên 6cm? Dạ, em nghĩ là cái từ mà 4cm sang 6cm thì người ta sẽ kiểu như là nếu mà 4cm thì người ta sẽ can thiệp quá mức trước mà lúc chuyển giả, nên là lúc người ta dời sang 6cm thì người ta sẽ hạn chế được cái nguy cơ đó không? Can thiệp quá mức là can thiệp gì? Kiểu can thiệp sớm hơn cái thời gian chuyển giả thật sự của bệnh nhân. Thế là em sợ người ta can thiệp gì? Còn nếu mà cái người đó cùng 4cm người ta can thiệp là can thiệp gì? Người ta can thiệp muốn gì? Người ta làm gì cho bệnh nhân đó? Lúc đó người ta sẽ đánh giá vai sót và coi là bệnh nhân có khả năng sinh qua ngã âm đạo hay không. Nếu mà không thì người ta sẽ tiến hành mổ lấy thai hay là gì đó. Rồi, vậy thì bây giờ về tìm lại đi ha, về tìm lại cái định nghĩa. Khi nào là chuyển dạ tìm thời, khi nào là chuyển dạ hoạt động, là 4 phân hay là 6 phân? Rồi tại sao mà có bạn đọc ở đâu đó tài liệu mới là 6 phân, vậy là tại sao người ta lại phải thay đổi thành 6 phân? Người ta mong muốn cái gì ở 6 phân đó? Người ta mong muốn giảm cái gì? Giảm như em nói là giảm tỷ lệ mổ lấy thai hay là làm giảm cái gì? Rồi, để coi cái đó là câu đầu tiên về kiếm ha. Rồi, về kiếm luôn thì khi kiếm nó sẽ biết được người ta gọi chuyển dạ tìm thời là kéo dài bao lâu, chuyển dạ hoạt động là kéo dài bao lâu. Để rồi cái bạn nào đó hỏi cái câu là không biết là chuyện này chuyển dạ hoạt động bao lâu rồi. Em hỏi câu đó để anh chi? Không, em mong muốn gì từ việc là sẽ có đáp án là con này chuyển dạ hoạt động bao lâu rồi? Em nghĩ là bệnh nhân có thể là cái chuyển dạ của bệnh nhân là một cái chuyển dạ kéo dài. Chuyển dạ kéo dài? Dạ. Yeah. Bao nhiêu lâu rồi là kéo dài? Dạ, theo em nhớ thì khi mà chiều dạ ở con so thì trên 20 giờ, còn con rạ thì trên 14 giờ. Đó là giai đoạn nào? Giai đoạn pha tìm thời của giai đoạn 1 ạ. Ừ, mà này cũng con 6 phân rồi. Dạ, nếu mà ở giai đoạn hoạt động thì là... Mà action rồi mà. Dạ, anh theo em đọc là ở giai đoạn hoạt động thì con so nếu mà... cổ tử cung mở bé hơn 1.2cm trên 1 giờ, rồi lọt bé hơn 1cm trên 1 giờ thì là kéo dài, hoặc là con rạ thì là cổ tử cung mở dưới 1.5cm trên giờ và lọt bé hơn 2cm trên 1 giờ. Mà ở đây đâu có cái thông tin nào đâu để mà cái bạn nó nghĩ là cái này là chuyển dạ kéo dài. Thay vì vậy anh không nghĩ kéo dài, anh nghĩ chuyển dạ này chuyển dạ gì? Em nghĩ chuyển dạ này chuyển dạ nhanh. Nhanh hơn so với bệnh. Dạ, thứ nhất là bởi vì bệnh nhân này có B3, có ba đứa con rồi. Thì có nghĩa là ba ra. Có ba ra chứ có beta gì đấy. À ba ra, ý là cái ba ra của bệnh nhân là có 3003, nghĩa là bệnh nhân có ba đứa con rồi. Thì cái đợt này thì cái chất lượng của cổ tử cung nó không có như người con so, nên nó sẽ mềm hơn, nó sẽ hơi nhão hơn thì việc đẻ nó sẽ dễ hơn, nên nghĩ là cái chuyển dạ này sẽ là một cái chuyển dạ nhanh, cái thời gian nó sẽ diễn ra nhanh hơn so với bình thường. Theo em nghĩ á, là ở đây là mình nghĩ chuyển dạ nhanh là do khi bệnh nhân vô đã vào cái giai đoạn chuyển dạ hoạt động rồi, chứng tỏ là ở nhà bệnh nhân chuyển cái giai đoạn chuyển dạ tìm thời rất là ngắn, khi mà bệnh nhân vô tới bệnh viện nó đã qua tới giai đoạn chuyển dạ hoạt động rồi. Ok, rồi thì bây giờ từ cái đó mình có thể đưa ra một cái giả thuyết nữa là chị này đang ở giai đoạn là chuyển dạ nhanh. Mà bao lâu gọi là nhanh? Em nói giai đoạn tìm thời gì đó ngắn đó. Bệnh nhân đau bụng gì có thể vô rồi, cổ cung đang ở giai đoạn hoạt động rồi. Bao lâu rồi người ta gọi là chuyển dạ nhanh? Chẩn đoán chuyển dạ nhanh vừa vô gì? Dạ thưa anh là chuyển dạ nhanh là khi mà chuyển dạ nhỏ hơn 3 giờ hoặc là mở 5cm trên 1 giờ đối với con so và 10cm trên 1 giờ đối với con rạ. Cái gì mở? Cổ tử cung mở, đồ mở. Ừ. Dạ.
là tùy vào tiêu chuẩn mà người ta chuẩn đoán chuyển dạ nhanh là như vậy, tức là thời gian chuyển dạ ít hơn 3 giờ, hoặc là cổ cung mở trên 5 phân đối với con so mỗi 1 giờ trong 1 giờ và mở hoàn toàn trong 1 giờ đối với con rạ, người ta gọi đó là những cái chuyển dạ nhanh. Vì những cái chuyển dạ nhanh hay giống như bạn nói chuyển dạ kéo dài, nó cũng đều sẽ có những cái bất lợi cho cái bà sản phụ sau này. Là mình phải nhận diện được con đó là chuyển dạ đang ở giai đoạn nào. Vậy thì kết thúc cái slide đầu tiên á, là mình có một cái need to know để mang về tìm hiểu ha. Tức là định nghĩa về cái giai đoạn 1 của chuyển dạ là giai đoạn tiềm thời và giai đoạn kéo dài. Là giai đoạn tiềm thời là khi nào, giai đoạn kéo dài là khi nào, và cái tiêu chuẩn người ta phân loại là dựa trên cái gì. Phân biệt giữa hai cái giai đoạn đó là dựa trên cái gì. Bây giờ tổng hợp lại những cái điều mà mấy em muốn biết đó, tiếp theo đó, là gì? Là giai đoạn hoạt động là cổ cung mở 4 phân. À không, đâu. Không tin hỏi thêm nữa. Dạ kéo dài được bao lâu rồi? Thay kinh chót siêu âm thay 4 tốt rồi. Bây giờ mình sẽ qua slide thứ 2 nữa. Thì qua slide thứ 2 thì một bạn giúp mình có thể dịch nội dung của cái slide này cho mọi người cùng theo dõi được không? Alo. Ở giai đoạn 2 thì tín hiệu lúc này là ổn, là bệnh nhân thể trong cân đối, bề cao tử cung là 35 cm, cái cơn co thì mỗi cơn kéo dài trong cơn co thì mỗi 2 đến 3 phút, đã khởi phát đến 1 giờ, tim thai là 145 lần trên phút, khám âm đạo thì thấy cái cổ tử cung lúc này đã mở ra 8 xăng, đầu ói căng, cái độ loạn lúc này là -1 và khám khung chậu thì bình thường. Cảm ơn Kenji. Thì vừa rồi Kenji dịch thì có thể giúp mình nốt lại một số keyword ở trong cái phần này được không? Kenji. Thì cái cổ tử cung lúc này là của sản phụ đã mở được 8 xăng. Tuy nhiên cái độ lọt lúc này vẫn chưa lọt, là hiện tại đang ở -1. Bệnh anh sản phụ chỉ khởi phát 1 giờ thôi, nhưng mà cổ tử cung lúc này là đã mở được 8 xăng, cho nên là chuyển dạ này là chuyển dạ nhanh. Thì qua cái slide này thì con có bạn nào có ý kiến gì về cái tình trạng của thai phụ hiện tại không? Thì mình thấy là ở sản phụ này mới xuất hiện cơn gò khoảng 1 tiếng thôi, nhưng mà cái cổ tử cung đã mở 8 xanh, thì như nãy Duy nói thì đó là một cái chuyển dạ nhanh. Mình nghĩ là tốc độ này hơi nhanh quá. Cái này thì mình chỉ nghĩ gì thôi. Cảm ơn Trung Minh. Rồi còn bạn nào có ý kiến gì khác nữa không? Mình xin ý kiến thêm là mình muốn coi là cái tính chất của cơn gò này nó như thế nào. Tức là cơn gò này có tần số cường độ với nó có gây đau cho bệnh nhân hay không, và nó có đáp ứng với thuốc giảm đau hay không. Mình thấy cái khung chậu lúc này là bình thường, cho nên là lúc này mình vẫn có thể là xem xét cho bệnh nhân sinh thường. Cảm ơn cho anh Duy. Rồi còn bạn nào có ý kiến gì khác nữa không ạ? Mình muốn khám lại cái lipo coi là bệnh nhân này là ngôi gì, rồi kiểu thế làm sao, để mình đánh giá coi bệnh nhân này có cơ chế sinh không. Rồi các bạn còn muốn hỏi thêm gì khác về trên cái tình trạng của thai phụ này không? Ngoài khoa là muốn khám lơ buôn lại.
Bích Ngọc ơi. À, nếu như mà không ai có ý kiến gì thì mình sẽ hỏi ngẫu nhiên một bạn nha. À, anh Huy em có ý kiến kìa. À, nói đi mình ơi. Ủa? À, em muốn em muốn khám thêm là khám thêm cái độ xóa mở của tử cung và cái hướng của tử cung để đánh giá cái đi sóc của bệnh nhân ấy, để xem thai phụ có được có sanh thường được không. Cảm ơn Đồng. Rồi còn ai muốn hỏi gì nữa không? Cường. Mình thắc mắc từ đầu giờ là thai phụ này, cái thai này là mấy thai nhi vậy? Cường muốn hỏi là cái thai này là thai đơn hay là đa thai, thì cái này sẽ tìm hiểu thêm, mình trên thông tin hiện tại mình cũng chưa biết được. Mình thấy tim thai có một thì chỉ có một thai trước mắt. Rồi còn ai có ý kiến gì khác nữa không? Hay là có ai muốn hỏi thêm thông tin gì nữa không? Hay là thắc mắc gì về những cái thông số mà trong cái case này đưa ra? Ai muốn đề ra một cái giả thuyết gì? Mời mọi người cho ý kiến. Cái bề cao tử cung lúc này là 35 cm, nhưng cái thể trạng của cái cô này á, thì là nó bình thường, không có béo phì, cho nên là có thể nghĩ là bệnh nhân ở cái sản phụ này là có thể là thai to hoặc là đề ói. Mình muốn hỏi thêm trong các lần mang thai trước thì sau sinh thì sản phụ có bị biến chứng gì không, có sốt hay có kiểu, nó không có máu gì được không, để mình dự phòng sau sinh cho sản phụ. Alo Huy, nghe rõ không? Nghe Mỹ ơi, còn đang nốt lại ý kiến của Mỹ. Rồi còn bạn nào có đưa ra được thông tin hay là ý kiến gì nữa không? Mình sẽ phép được mời nha. Hiếu Kiên. Alo Kiên ơi. Alo ạ, Huy nghe không ạ? Nghe Kiên. Mình cũng cùng ý kiến với bạn Duy, cao anh Duy, là cái thai này thì bề cao tử cung nó cũng hơi cao, nên mình cũng đặt ra giả thuyết là bệnh nhân có thai to hoặc là đẻ ói. Đó là ý kiến của mình. Cảm ơn chị. Mình là muốn hỏi thêm về cái những cái cân nặng của những cái lần con trước và cái cách sinh thương hay là sinh mổ hay là sinh lúc của những cái lần sinh trước, một cân nặng của lúc sinh của con sinh. Sẽ ghi nhận lấy kiến của công minh. Vậy thì ngoài cái mà Ken Duyên đề ra một cái giải thích là có thể này thai này là thai to hoặc là đe ối, thì các bạn nào tự đưa ra cho mình cái giải thuyết khác về cái tình trạng của, hoặc là trong cái trường hợp của thai phụ này không? Mọi người ơi, rồi giờ giống như nãy bạn nói á, tức là những cái bạn mình
nói nhá. Thứ nhất là có một bạn hỏi là cái này là đơn thai hay là đa thai. Thì giống như có một bạn nói cho chúng ta nghe đó, tức là bạn chỉ thấy ghi nhận tim thai hiện giờ có một ổ tim thai. Có một ổ tim thai ghi nhận 145 lần trên phút thôi. Tức là nhiều khả năng trường hợp chị này đang mang thai đó là đơn thai thôi chứ không phải là đa thai. Rồi thêm một cái nữa, tụi mình thấy mấy bạn nhận xét rằng là cái thể hình của cái chị này là cân đối, thành thêm nữa là đơn thai nữa, thành ra cái việc bề cao tử cung nó là 35, nó có thể đến từ cái lý do là thai to hoặc là đa ối, tức là hiện giờ còn hai lý do. Rồi một bạn nhận xét rằng là khung chậu chị này khá là bình thường, tuy nhiên anh thấy một bạn đưa đến việc là cần thêm các cái thông tin như là cân nặng hoặc là phương pháp sanh của chị này những lần trước, coi thử coi nó như thế nào thì rất là có ý nghĩa. Tại vì ví dụ như mặc dù mình nói khung chậu chị này là bình thường đi, những lần sinh trước lỡ người ta sinh non, con người ta có 2kg đến 2,5kg thì sao? Lần này con 4kg, chắc gì 3 lần trước sinh thường, khung chậu này bình thường, con một lần này 4kg có thể sinh thường được. Rồi chuyện thứ hai á, là lỡ như 3 lần trước này mổ lấy thai, thì chắc gì lần này ghi khung chậu bình thường, lần này có thể sinh thường được. Thành ra việc bạn yêu cầu cung cấp thông tin á, là về cân nặng và khung chậu á, gần như là cần thiết. Rồi. Dạ anh ơi, cái trường hợp mà có hai thai nhi, một thai sống, một thai chết, một thai có tim thai thì mình sẽ ghi trên lâm sàng là mình ghi sao ạ? Hả? Trường hợp mà có hai thai nhưng mà... Không thai, một thai sống, một thai lưu hả? Trên lâm sàng ghi dạ, sao? Dạ đúng rồi. Ghi là tim thai 1, là 145 lần trên phút, tim thai 2 không nghe thấy. Dạ nói, ai cũng ơn. Nên lúc này em phải ghi nó mới... Rồi. Dạ không hả? Em có câu hỏi. Dạ. Dạ không, em có ý kiến là em thấy là cái cổ tử cung mở được 8 cm mà cái ố nó vẫn còn phồng và cái độ lọt của bé cái độ lọt là mới trừ 1 thì em nghĩ là chưa có lọt, thì em nghĩ là sẽ có cái bất thường ở đây. Thường nếu mà cái túi ối thì nó chỉ có cái nhiệm vụ là nâng cho cổ tử cung nó mở rộng ra, mà cổ tử cung nó mở tới 8 cm mà cái ố nó vẫn phồng thì ố nó chưa vỡ, thì em nghĩ có bất thường gì đó đây. Rồi. Túi ối là cái gì vậy? Đầu ối này. Đầu ối nó có cấu tạo gồm mấy lớp. Để mà mẹ mong chờ là tao chỉ dạy thì nó phải vỡ. Rồi ví dụ như chị này nè, em thấy cổ cung mở 8 phân đúng không? Ối còn chưa vỡ đầu trừ 1 á. Rồi em có xử trí gì không? Dạ, em nghĩ là nếu mà cái ối này nó không có còn, tức là bình thường ối đầu ối nó sẽ có tác dụng là nâng cổ tử cung, mà bây giờ cổ tử cung mở được 8 cm thì cái ối nó, cái tác dụng đó nó không còn nữa, thì mình có thể là gây phá ối để có thể là bệnh nhân không có chuyển dạ, bệnh nhân không kéo dài thêm gây ảnh hưởng tới. Rồi phá ối, rồi bao nhiêu bạn đồng ý thời điểm này đi bấm ối? Rồi bấm ối bấm thì sao? Bấm như thế nào, bấm nút nào, bấm ở vị trí nào? Dạ, theo em đọc được thì bấm ối nó sẽ bấm ngay sau đỉnh của cơn gò. Rồi. Bấm ở vị trí nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 2 giờ. Em nghĩ là nếu mà chia ra cái ở trung tâm, cái đầu ối với lại cái bên, thì em nghĩ bấm ở bên nó sẽ an toàn hơn. Chị em bấm ở trung tâm sợ bị gì? Dạ, em sợ là sai gì đúng. Rồi. Bây giờ màng ối nó có bao nhiêu lớp? Để mà em không chờ ối vỡ tự nhiên được mà em phải bấm ối. Dạ, em nhớ một lần là 3. Là gì? Em không nhớ rõ, em đọc em nhớ là ba lớp, em chưa đọc rõ nữa. Mấy bạn khác thì sao? Dạ em nhớ là hình như là màng nhau và màng rụng. Màng rụng là nội màng tử cung, cũng hiểu đi. Màng đệm, màng nhau là màng gì?
Kem Duy hồi nãy toàn có hỏi thì Kem Duy. Dạ anh hỏi em không nghe ạ. Bây giờ màn ối có bao nhiêu lớp, có phải giống như bạn nói không, là gồm có màn nhau, màn gì đó, màn trộn với màn ối hay gì đó, bạn nói ba lớp màn gì? Nếu mà chưa tìm hiểu được đó, thì bữa sau tìm hiểu trả lời cho anh nghe coi màn ối nó có bao nhiêu lớp, nghe không? Rồi bây giờ tiếp giai đoạn tiếp theo nè. Rồi giai đoạn 3 này thì mình cũng xin được phép mời một bạn dịch cái giai đoạn này cho mọi người cùng theo dõi và đồng thời nốt lại những cái keyword mà bạn nhận thấy trong cái cây này. Thì các bạn nào dịch không hay là mình xin được mời? Hello, mình xin dịch. Thì cái cô này đã có cái 3 lần sinh thường quen cái ngã âm đạo vào năm 2010, 2011 và 2013. Cái cân nặng của thai lớn nhất lúc này là 4.1 kg. Và cái tường căng, các cái tường căng của cái băng huyết sâu xanh ở cái lần mang thai cuối cùng về phải truyền máu, thì cái tiền căng nội và ngoại kho thì chưa ghi nhận bất thường, chăm sóc tiền sản thì cũng bình thường, thai lần này là 3.9 kg. Thì bạn có thể giúp mọi người nốt lại những cái keyword vừa rồi là bạn dịch, thì bạn giúp mọi người nói lại những keyword trong cái giai đoạn này. Thì cái sản phụ này đã có 3 lần sanh thường qua ngã âm đạo, nhưng cái khoảng cách này khá gần nhau, và cân nặng của con lớn nhất là 4.1 kg, và cá tường căng là băng huyết sâu xanh. Thì có bạn nào khác có ý kiến về cái giai đoạn 3 này và những thông tin mà về thai phụ mà vừa được cung cấp ở đây không? Trong cái thai phụ này là mình thấy là đã có 3 lần sinh thường rồi, và lần sinh con lớn nhất là đến 4.1 kg. Thì cái lần này cái đứa nhỏ nó chỉ khoảng 3.9 kg thôi, thì có thể là lần này mình sẽ sinh thường được chứ không cần phải chứ có thể là sẽ không cần phải mổ. Với lần trước đã có tiền căn băng huyết sau sinh á, thì mình muốn hỏi là trong cái lần mà bị băng huyết đó thì con nên bao nhiêu, rồi có biết được cái nguyên nhân mà gây băng huyết hay không, rồi đó sản phụ mất khoảng bao nhiêu máu, truyền lại bao nhiêu, thì để có thể là mình sẽ dự phòng sau cái lần sinh này của mình, tại vì cân nặng có thể là hai cái lần sinh nó gần nhau này rồi, cái cân nặng của thai nhi nó cũng gần giống nhau, với lại sau nhiều lần sinh á thì có thể cái nguy cơ băng huyết nó sẽ tăng lên. Rồi mình có ý kiến nữa. Cảm ơn Tiểu Ngọc. Rồi có bạn nào khác có ý kiến gì nữa không? Hay là muốn hỏi thêm thông tin gì về thai phụ này? Mình thấy cái khoảng cách giữa 3 lần sinh lúc này là quá gần nhau, giống như lúc nãy bạn Bình có nói là chất lượng của cái tử cung lúc này sẽ giảm sút, và sau đó là cái khả năng là gây đờ tử cung có thể là yếu tố nguy cơ của cái băng huyết sau sanh lúc đó. Cảm ơn Cao Anh Duy. Rồi có bạn nào khác có ý kiến gì nữa không? Công Minh ơi, có thông tin về các phương pháp sinh của những lần sinh trước thì Công Minh có thắc mắc hay là có ý kiến thêm gì nữa không? Cái thông tin này thì rõ ràng em thấy cái thai lần này rõ ràng là không phải là thai to. Thì
nhưng mà trong tiền cảnh đó thì có cái tiền cảnh là trước đây bị bằng huyết sông xanh đó, thì em nghĩ lần này mình cần phải chuẩn bị cái tinh thần, phải chuẩn bị cho bệnh nhân, tức là mình phải lường trước được cái tình huống mà bệnh nhân có thể sẽ xảy ra bằng huyết sông xanh. Mình phải chuẩn bị máu, phải tầm soát những cái tình trạng bất thường về rối loạn đông máu HST của bệnh nhân để có cái phương hướng mà xử trí kịp thời nếu mà cái tình trạng bằng huyết sông xanh lại xảy ra. Hết. Rồi, còn ai có đưa ra một cái giả thuyết gì về cái thai phụ ngoài không? Hay là muốn hỏi thêm thông tin về cái ý kiến của mình về cái trường hợp của tôi? Cái thai phụ này giống như mấy bạn nói đó, theo mình thì thai phụ này có nguy cơ cao sẽ xuất hiện một cái băng huyết sau sinh một lần nữa, là do thai phụ có tiền căn, với lại giống như các bạn nói thì cái chất lượng cơ tử cung kém. Hai nữa là thai lần này tuy là nó chưa phải gọi là một cái thai lớn ký, nhưng mà 3.9 thì nó cũng gần đạt cái mốc rồi, thành ra mình nghĩ mình còn phải chuẩn bị. Như con Minh nói thì và ra mình còn phải xét nghiệm thêm cái những cái xét nghiệm mà chuẩn bị cho việc truyền máu, như là xét nghiệm nhóm máu, đông cầm máu cũng như là chuẩn bị máu, thì mình còn phải xét nghiệm thêm đó. Ngoài ra còn xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu của mẹ, coi cái lượng hồng cầu của mẹ như thế nào, lượng hemoglobin ra sao, mình tiên lượng một cái cục có khả năng là banh huyết sau sinh tiếp tục. Cảm ơn chú Minh. Em xin bổ sung nữa là nếu mà thai phụ này có cái chuyển dạ nhanh ấy, nên là có nguy cơ băng huyết sau sinh cũng cao, nên là mình cần phải theo dõi. Rồi còn bạn nào có ý kiến gì khác nữa không? Mình có ý kiến là thai phụ này là có 3 lần sanh ngã âm đạo, và con những lần trước cân nặng lớn nhất là 4.1 kg, thì lần này 3.9 kg, khám không chậu bình thường thì bệnh nhân vẫn có thể sanh ngã âm đạo. Cảm ơn Tuyết Mai. Rồi ngoài những thông tin mà công Minh hỏi thì có ai muốn hỏi thêm về cái tiền căn băng huyết sau sinh trước đây của thai phụ hay không? Mình có thể muốn hỏi thêm là những cái đợt băng huyết sau sinh, cái tiền sử băng huyết trước của sản phụ có nặng nề không? Có cần phải truyền, cái lượng máu mất có ước đoán được bao nhiêu không? Có cần phải truyền máu hay là dẫn tới phải nằm phòng hồi sức tích cực rồi nguy hiểm tính mạng đâu không? Mình tiên lượng phía sau này. Tại vì trong này nó có ghi là có truyền máu á, thì không biết được mất là bao nhiêu thôi. Đúng rồi. Rồi cái tình trạng nó có diễn tiến nặng không, nặng nề cho bệnh nhân? Là ý là chú Minh là muốn biết diễn tiến của bệnh nhân sau cái lần băng huyết đó luôn. Ý là sau cái đợt băng huyết đó thì bệnh nhân có tình trạng gì xảy ra không? Có cái đợt băng huyết đó có phải nằm ICU không? Có phải nguy hiểm tính mạng hay là có những cái biến chứng sau hậu của cái đợt băng huyết trước đó không? Thế ở đây nó không có đề cập á. Cảm ơn chú Minh. Rồi, có bạn nào còn ý kiến gì khác nữa không? Mỹ ơi, Mỹ có ý kiến gì không Mỹ? Không đi, Mỹ chứ khỏi chuyện đó thêm. Mình muốn hỏi thêm cái lần sinh con mà 4.1 kg á, thì lúc này sản phụ có bị đái tháo đường thai kỳ không? Tại vì trong này nó có ghi là cái tiền căn nội ngoại khoa của bệnh nhân là chưa ghi nhận, nên là cái này mình không rõ, nên là thôi cứ nốt vào để đi hỏi. Cảm ơn các anh chị.
Còn có ai muốn tìm hiểu thông tin gì về bệnh nhân, về thai phụ này nữa hay không? Hay là, là muốn mình đặt một cái giải thích gì đó? Mời về. Mình thấy bệnh nhân này, trên bệnh nhân này thì bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân có tiền căn băng huyết sâu xanh. Thứ hai là bệnh nhân đã sinh nhiều lần và các lần sinh khá gần nhau nên là làm giảm chất lượng cơ tử cung. Thứ hai nữa là bệnh nhân có sinh con to thì cái này cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến gây cơ tử cung. Thứ ba nữa là mình thấy là bệnh nhân có chuyển dạ nhanh. Và cuối cùng là mình thấy là bệnh nhân là người ký gốc án thì đây là những cái yếu tố nguy cơ mà có thể gây băng huyết cho băng huyết sâu xanh cho bệnh nhân trong đợt sinh lần này. Cảm ơn Giang. Rồi thì qua đó mình thấy là mọi người đều muốn tập trung hỏi thêm về cái tiền căn băng huyết sâu xanh trước đó của thai phụ này. Thì có bạn nào ngoài cái tiền căn mới sâu xanh thì có bạn nào quan tâm về vấn đề gì khác trên thai phụ này không? Thì anh Toàn là anh có câu hỏi nào muốn đặt ra cho mọi người cùng giải đáp hay là mọi người cùng tìm hiểu không ạ? À Huy ơi, ông mình muốn hỏi thêm về cái bất thường đường âm đạo, cái thường đường sinh của bà thì bà sinh đây là 3 lần thì mình không biết là sinh lần cuối là năm 2013 thì không biết lần này là sinh tiếp là năm bao nhiêu, thì cái vết cắt tuần sinh môn của bà thì nó đã làm hay chưa, hoặc là nó có bị tổn thương gì sau những lần đường sinh trước, hoặc cái lần băng huyết sau sinh trước đó là nó có phải là từ của cái cắt cái tuần sinh môn không? Cảm ơn Linh, ghi nhận lại câu hỏi của Linh. Dạ anh Toàn ơi, anh có câu hỏi nào muốn đặt ra cho mọi người không ạ? Thứ nhất á, nãy giờ mấy bạn nói 4,1 kg thì là to, 3,9 kg thì là không to. Vì bây giờ tiêu chuẩn đâu mấy em nói đứa bé 30 kg thì là to. À, cái tiêu chuẩn to này nó tùy vào mỗi nước. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thường thì trên 4 kg là to. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà lần trước mà thai phụ đẻ được 4 kg thì gần này 4,1 kg thì lần trước đẻ 4,1 kg mà gần này được 3,9 kg thì cũng bình thường. Nói chung là em cũng không lưu ý gì về ca này hết, đúng không? Dạ thưa anh, là cái thai này chỉ là dự đoán là 3,9 kg thôi, chứ muốn xác định chắc chắn cái con nặng thì phải sinh ra thì mới biết được. Ừ rồi, cho nên thứ nhất á, muốn biết cân nặng của một đứa bé nó chính xác ở mức bao nhiêu á, cái này người ta chỉ là ước tính cân nặng trước sinh thôi, chỉ có 3,9 kg thôi. Vậy ước tính cân nặng trước sinh thì là ước bằng cách nào? Đúng là biết bé, nếu đứa bé có to hay không, có nặng hay không là phải đẻ đứa bé ra nặng bao nhiêu ký thì nó mới là cân nặng chính xác của nó. Còn thời điểm này mình đang nói là ước tính cân nặng của đứa bé này chỉ có khoảng 3,9 kg thôi. Chỉ ước tính cân nặng này là dựa đến gì vậy? Có bao nhiêu cách để ước cân nặng thai nhi? Dạ, em biết được một cách là ước lượng cân nặng thai sinh bằng cách là tính công thức và bề cao tử cung cộng với chu vi bụng chia 4 và nhân cho 100. Mình sẽ ước lượng được cân thai trước sinh. Rồi cái đó cho là dựa trên lâm sàng đi. Đo chu vi bụng bề cao tử cung rồi em chia 4, em ra cân nặng của đứa bé đi. Mà em nghĩ cách đó làm sao? Cách này cũng có sai số không? Sai số từ gì? Dạ, nếu mà bề cao tử cung thì có thể từ cách đo, hoặc là như nếu mà bà mẹ béo phì rồi thì qua việc cách đo đi. Thì cách đo là cao tử cung hay đo chu vi vòng bụng đó là mình phải chuẩn hóa nó, hiểu không? Phải bỏ, mình phải nói yếu tố khác đó. Dạ thưa anh, theo em là muốn ước tính cái cân nặng của thai nhi thì mình sẽ
dựa vào cái kích thước. Thì một kích thước này có thể là dựa vào kích thước của mẹ hoặc kích thước của bé. Đối với kích thước của mẹ thì mình có thể dựa vào bề cáo tử cung, chu vi vòng bụng. Còn nếu mà đối với kích thước của thai thì mình có thể dựa vào đường kính lữ đỉnh hoặc là chiều dài xuống đùi để từ đó mà ước lượng cân nặng của thai nhi. Ừ. Giống như những cái yếu tố này mình nói là có thể là sai số trên việc mình đo bề cao tử cung á, cái mẹ rất là đa ối đa thai gì đó, thì đưa đến những lý do đó thì đương nhiên đo chỉ số chu vi vòng bụng hay bề cao tử cung đều sai số đó. Thì đưa đến việc là nếu em ước lượng cân nặng dựa trên việc là em khám lâm sàng á, bản thân em dựa trên công thức nó vẫn sai số. Rồi nếu như em không ước lượng cân nặng dựa trên cái đó, em còn cách nào ước lượng không? Dạ thưa anh, là còn ước lượng cân nặng trên siêu âm nữa anh. Siêu âm. Dạ. Dạ dựa vào có thể là có hai cách, là thứ nhất là có thể dùng công thức dựa vào cái đường kính lưỡng đỉnh là đường kính lưỡng đỉnh trừ cho 60 nhân cho một tất cả nhân cho 100, hoặc là công thức thứ hai á là cái nó tính tổng hợp dựa vào cái đường kính lưỡng đỉnh, đường kính ngang bụng và chiều dài xương đùi. Thì công thức này nó hơi dài nên em đã không nhắc tới ạ. Dạ, em xin hết ạ. Bản thân em ước lượng công thức mà dựa trên siêu âm á, người ta vẫn có sai số nha. Chứ không phải siêu âm ước bé 3.9 thì đẻ ra chắc chắn bé nó sẽ là 3.9. Có thể ước lượng nó sẽ thay lệch đâu đó khoảng 500 gram cũng có. Thành ra là việc ước lượng cân nặng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Vậy thì ví dụ như nếu em được sử dụng ước lượng siêu cân nặng trên siêu âm á, thì nó sẽ nhờ gần như là nó chính xác đi. Nếu mà nó chính xác thì nó có thể chính xác cho những đứa bé ở cân nặng ở mức bao nhiêu. Còn ví dụ như những cân nặng của đứa bé mà vượt ngưỡng cỡ bao nhiêu thì em ước lượng cân nặng dựa trên siêu âm có thể nó không đúng. Rồi ví dụ như đứa bé này 3.9 nè. Những bạn nào lo lắng gì đứa bé này trong thai kỳ hay là sau sanh thì đứa bé này có nguy cơ gì không? Đứa bé bà mẹ có nguy cơ gì không? Hay là 3.9 là tại vì em nói không to nhưng không có nguy cơ gì hết? Dạ, em nghĩ đối với bé thì sẽ có nguy cơ là kẹt vai anh. Gì nữa? Hoặc là nếu mà thai to quá thì có khả năng là gây hại đường huyết sâu xanh. Rồi. Còn đối với bà mẹ thì có thể là thai to quá thì gây đờ tử cung và dẫn tới là băng huyết sâu xanh. Rồi. Đó. Đây tức là một đứa bé mà cân nặng nó ở mức 3.9 thì là mình phải lưu ý, bởi vì nó cũng là mức to rồi, mặc dù nó không đạt chuẩn là cân nặng của một cái đứa bé là thai to gì đó. Nhưng mà mình phải lưu ý, bởi vì thứ nhất là đứa bé này đẻ ra sẽ có nguy cơ bị giống như bạn nói, tức là kẹt vai cũng rồi bị hạ đường huyết sâu xanh, bà mẹ thì sẽ có nguy cơ là băng huyết sâu xanh, vân vân. Thì nhìn chung á, đến cái giai đoạn 3 này nè, là mình thấy rằng là tiên lượng cái bà sản phụ này á, bà sẽ có nguy cơ băng huyết sâu xanh do những yếu tố giống như một bạn nói, tức là chuyển dạ sanh nhanh. Cái thứ hai á, một bạn nói là tại vì có tiền căn sanh đẻ nhiều lần rồi, lần này đã là lần mang thai thứ tư rồi. Rồi một bạn nói nữa là tại vì cân nặng của đứa bé này có thể nó to, đang đưa đến việc là bà này có tiền căn bị băng huyết sâu xanh nữa, thì đưa đến việc là bà này sẽ có nguy cơ bị băng huyết sâu xanh lần này. Vậy thì trước một cái bà mà em đánh giá là có nguy cơ bị băng huyết sâu xanh gì nè, em dự định làm gì cho bà, hay em cũng chỉ đỡ xanh bình thường thôi? Lúc nãy em có nói là trong đối với trường hợp này thì mình phải dự trữ nhóm máu, xét nghiệm nhóm máu đó là đông cầm máu. Rồi bây giờ ví dụ như cho làm cái đó trước sanh rồi đó, dù bệnh nhân nhập viện rồi đó, anh lấy máu xét nghiệm đồ hết rồi đó, trước sanh bình thường á, đông máu bình thường, công thức máu bình thường, nhóm máu A cộng gì đó, rồi em làm đó rồi đó, xong rồi em chờ đợi gì nữa hay là sao? Thai phụ này theo lúc mà mình đỡ sanh thì mình có thể ở giai đoạn 3 thì mình có thể xử trí tích cực giai đoạn 3, rồi mình có thể dự phòng băng huyết sâu sanh bằng oxytocin nữa. Nghĩa là em sẽ làm hai cái đó do bệnh nhân này có cơ cao đối với băng huyết sâu sanh. Xử trí tích cực giai đoạn 3 rồi đề phòng băng huyết sâu sanh bằng oxytocin hả? Xử trí tích cực giai đoạn 3 là cái gì?
Dạ, xử trí tích cực giai đoạn 3 là xoa đáy tử cung, rồi tiêm oxytocin, với lại là kéo dây rốn có kiểm soát. Có bạn nào có ý kiến gì không? Dạ, thưa anh là em đọc được là xử trí giúp tích cực giai đoạn 3 là mình sẽ kéo dây rốn có kiểm soát. Trong những trường hợp mà có nguy cơ cao như thế này thì mình sẽ tiêm một liều duy nhất capetucin 100 microgram một ống tiêm tĩnh mạch chậm. Và mình sẽ theo dõi sản phụ là 6 giờ đầu sau sinh, đặc biệt là trong 2 giờ đầu để phát hiện sớm cái trường hợp chảy máu. Rồi, có bạn nào có ý kiến là xử trí tích cực giai đoạn 3 là vẫn giống như hai bạn nói là vẫn là gì đó? Đầu tiên là cái gì? Dạ em thay đổi lại ý của bạn Khoa là thứ nhất á, là mình tiêm oxytocin, và thứ hai mình kéo dây rốn có kiểm soát, và thứ ba là xoa đáy tử cung. Thì đây là ba bước cơ bản theo khuyến cáo của WHO. Trong đó thì phác đồ từ Vũ thì nó sẽ có cái 6 bước khác nữa, nhưng mình cũng dựa trên là ba bước này ạ. Em xin hết ạ. Rồi chào mấy đứa, anh là bác sĩ Hưng ha. Cái bài xử trí tích cực giai đoạn 3 đó thì sẽ sớm được xuất bản trong cái quyển sách thực hành sản phụ khoa. Tuy nhiên là trên tinh thần là cái tài liệu mới nhất mà cập nhật, gọi là mới nhất nhưng mà nó cũng lâu rồi, tức là nó chưa được cập nhật mới nữa. Thì xử trí tích cực giai đoạn 3 đó là nó chỉ có gồm hai yếu tố. Một á, là dùng thuốc gò tử cung, cụ thể ở đây á, là xài cái oxytocin tiêm bắp 10 đơn vị, rồi sau đó là 20 đơn vị pha vào cái chai để truyền tĩnh mạch. Trong cái 10 đơn vị mà tiêm bắp á, thì là người ta khuyến cáo là sau khi mà sổ vai xong, tức là để tránh cái trường hợp là nó bị cái kẹt vai. Nói chung là mình phải chắc chắn rằng em bé nó đã ra được bên ngoài thì bắt đầu mình sẽ dùng hai ống tiêm bắp. Rồi cái thứ hai, cái ý thứ hai của xử trí tích cực giai đoạn 3 đó là cái kẹp các dây rốn muộn. Hồi xưa thì cái khuyến cáo nó là kẹp các dây rốn sớm, nhưng mà bây giờ là kẹp các dây rốn muộn. Nó có rất là nhiều cái lợi ích và có rất nhiều báo cáo của các nước trên thế giới. Và hai cái yếu tố anh nói, một là dùng thuốc gò, hai là kẹp các dây rốn muộn, là được WHO cũng như là cái tổ chức mà dự phòng băng huyết sâu xanh á, của thế giới người ta đồng thuận. Thì cái tài liệu đó là từ năm 2012 và cho tới bây giờ thì vẫn không có cái khuyến cáo mới. Rồi các em có thể đọc được trong cái bài xử trí tích cực giai đoạn 3, cái sách của cô Lợi á, thì nó lại có thêm cái yếu tố, hai cái yếu tố. Một á, là cái kéo dây rốn có kiểm soát. Thì thực ra đó, trong cái khuyến cáo của WHO năm 2012 á, thì nó vẫn có cái yếu tố đó. Tuy nhiên tụi em lưu ý là nó không nằm trong cái xử trí tích cực giai đoạn 3, tức là nó không được khuyến cáo, trừ khi là cái người thủ thuật viên đó, cái người mà được đào tạo kỹ về cái kỹ thuật kéo dây rốn có kiểm soát, tức là chỉ cái đó được xếp vô là xử trí tích cực nếu như mà cái người đỡ sanh, cụ thể là bác sĩ hoặc là nữ hồi sinh đã được đào tạo. Và cái việc kéo dây rốn có kiểm soát đó, nó chỉ có lợi trong trường hợp là mình đang tối thiểu cái lượng máu mất cũng như là cái thời gian chờ đợi của cái cuộc chuyển dạ. Tức là cái việc máu mất ít hoặc là cái thời gian sự giai đoạn 3 đó mà nó ngắn đi một xíu, nó cũng có ý nghĩa trên cái đối tượng, một cái đối tượng cụ thể, thì mình mới gọi là dùng cái kéo dây rốn có kiểm soát, nó mới có ý nghĩa. Còn ngoài ra đó là Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến cáo cái đó nằm trong xử trí tích cực giai đoạn 3. Ý thứ hai là cái xoa đáy tử cung á, thì cũng không được khuyến cáo luôn. Tức là hồi xưa thì là có cái xoa đáy tử cung liên tục, nhưng mà bây giờ thì là không đưa cái ý đó vô trong cái xử trí tích cực giai đoạn 3, mà là người ta vẫn khuyến cáo là theo dõi cái cơn gò tử cung. Giống như nãy một bạn nói đó, theo dõi cái cơn gò trong vòng 15 phút đầu, trong 2 giờ đồng hồ đầu tiên đó, chứ không phải là cứ mình phải xoa đáy tử cung liên tục. Thì như vậy nó có hai cái ý là đồng thuận cho tới hiện tại, và hai ý là khuyến cáo là có thể làm nhưng không được xếp vô cái xử trí tích cực giai đoạn 3. Để em hiểu rõ chưa?
Từ nãy nghe không? Thương hỏi ba trả lời chị. Khoa. Rõ vậy. Có hiểu không? Dạ hiểu rồi. Rồi, thì cái tài liệu này á, khi nào mà bộ môn xuất bản sách thì tụi em sẽ đọc lại, tụi em sẽ thấy. Tại vì thực ra đó, kiến thức y khoa là nó có thể thay đổi theo thời gian. Và anh không nói đúng hay sai, cái vấn đề là mình đang ở cái thời điểm nào và mình áp dụng những cái khuyến cáo đó như thế nào thôi. Tại vì có những cái tài liệu cũ hoặc là có những cái tài liệu mới và có những cái kiến thức người ta update liên tục. Cho nên á, là anh không nói đúng sai ở đây ha. Thì mình ở đang theo cái trường phái nào và mình đang ở cái thời đại nào thì mình sử dụng tài liệu đó thôi. Cho nên là tụi em có đọc bài mà những cái tài liệu cũ cũng được, cũng sao hết. Tại vì cái đó là những cái tài liệu được public sẵn rồi ha. Còn cái này là anh chỉ bổ sung thêm thôi. Mà sách của bộ môn thì chưa có ra, nhưng mà anh nói trước như vậy đó. Thì rồi, thôi mấy đứa học tiếp đi. Rồi. Nghe anh Hưng nói ha, thành ra cái mà kéo dây rốn có kiểm soát, với lại sau đấy thì cũng là không còn, không phải là nằm trong khuyến cáo của sự trí tích cực giai đoạn 3 nữa nha. Khi mà mình đọc kỹ hơn, mình sẽ thấy ví dụ như mình kéo dây rốn có kiểm soát đó, mình sẽ làm tăng cái tỷ lệ như là loạn thượng cung, chảy máu nhiều hơn, thay vì là mình mang lại cái lợi ích cho cái việc là sự trí tích cực giai đoạn 3, đúng không? Rồi. À, cái thứ hai á, là một bạn nói á, là sẽ dự phòng băng huyết sau sanh. Vậy thì dự phòng băng huyết sau sanh là sẽ làm gì? Là sử dụng capetosin hả? Capetosin là gì? Hay là sử dụng gì? Oxytocin như bạn nào nói, thì sử dụng oxytocin để dự phòng băng huyết sau sanh. Em nhớ phát đồ là oxytocin á. 4 ống pha với 500ml đường, truyền 8 giọt một phút. Tôi đã cái đó là dự phòng băng huyết sau sanh đó hả? Dạ. Em vẫn nhớ phòng băng huyết sau sanh đó. Dạ. Rồi nói thử coi các thuốc nào có thể giúp để dự phòng băng huyết sau sanh, hay chỉ có mình oxytocin thôi? Hay chỉ có mình oxytocin, hay chỉ mình có capetosin là của bạn đề kỵ đến thôi. Ngoài ra có thuốc nào khác nữa? Thưa anh là có misoproton và các prostaglandin E1. Thôi. Là cái câu thứ hai mà mình sẽ về tìm hiểu á, là mình sẽ tìm hiểu giúp anh á, là thứ nhất, thứ hai đó là dự phòng băng huyết sau sanh là làm như thế nào, sử dụng các thuốc như thế nào và cái liều lượng chỉ định của các thuốc đó ra sao nha. Rồi bữa sau mình sẽ tìm hiểu. Chứ còn sự trí tích cực giai đoạn 3 không thể nó chỉ giới hạn ở việc sử dụng oxytocin được. Nó phải có những các thuốc khác và nó phải ưu tiên trong những trường hợp nào. Đúng không? Cơ chế tác động của các cái thuốc đó như thế nào? Ví dụ như em nói oxytocin để làm gò tử cung á, oxytocin tác động sao mà gây cơn gò tử cung? Hay capetosin như bạn nói đó, là nó là cái loại gì mà sao nó được sử dụng để dự phòng băng huyết sau sanh mà không phải là một loại khác? Tìm nghiên cứu nha, tìm nghiên cứu coi thử coi là nó khác biệt nhau như thế nào. Rồi bây giờ mình qua tiếp giai đoạn tiếp theo nha. Nhớ câu thứ hai về tìm hiểu nha. Còn qua giai đoạn tiếp theo thì mình cũng lại mời một bạn dịch và nốt lại những cái keyword cần lưu ý trong cái đoạn này giúp mình. Alo. Alo. Anh ơi, cho em dịch. Mời chị. Thì giai đoạn 4, sau khi nhập viện được khoảng 1 giờ thì bệnh nhân sanh thường nghe âm đạo mà không cần rạch tầng sinh môn. Nhau thai được sổ trong vòng 5 phút. Cân nặng của bé lúc sinh là 4 kg. Lượng máu mất sau sinh được báo cáo là 200 g. Bệnh nhân được khởi động oxytocin tim tĩnh mạch 40 giọt trên phút. Testro 5% với 20 đơn vị oxytocin và 10 đơn vị oxytocin tim bắp. Thì chỉ giúp anh nốt lại những cái keyword cần lưu ý trong cái đoạn này. Nghĩ keyword đầu tiên là sau nhập viện 1 giờ thì tức là tính từ khi mà thời gian bệnh nhân có cái cơn gò đầu tiên tới khi mà bệnh nhân đẻ thì là 2 tiếng. Mà bệnh nhân 2 tiếng. Cái thứ hai là cái giai đoạn sổ nhau của bệnh nhân nhanh, là chỉ có diễn ra trong vòng 5 phút thôi.
Còn về cân nặng của bé lúc sanh thì 4kg thì em không có bàn luận. Còn lượng máu mắt sau sanh của bệnh nhân là 200g thì thường theo sinh lý của cái giai đoạn 3 thì thường là cái lượng máu mắt là 300g. Cái này 200g thì nó chưa gọi là nhiều. Còn cái điều trị oxytocin thì chưa tìm hiểu kỹ. Thì qua những thông tin ở trên mà chú vừa cung cấp thì có bạn nào có thắc mắc, có câu hỏi hay là muốn đưa ra một ý kiến gì của riêng mình về với giai đoạn 4 này không? Cho anh Duy. À, mình xin có ý kiến một xíu. Ở cái trường hợp này mình muốn xem thử cái bánh nhau nó có nguyên vẹn, có đầy đủ không. Và thứ hai là mình muốn xem thử cái đường sinh dục của bệnh nhân có vết hở hay là có vết thương gì không. Cảm ơn Lê Duy. Rồi còn ai có cái gì khác muốn hỏi, cái khác muốn hỏi nữa không? À, mình thấy cái thai này là 4kg thì thai này là hơi to. Và cái sổ nhau thì hình như là hơi nhanh, 5 phút. Thì các anh như cái ý kiến là cái sổ nhau này, sổ nhau nhanh 5 phút thì cái việc mà bạn ý kiến là sổ nhau nhanh 5 phút thì có ý nghĩa giống như kiểu là sẽ mang lại biến chứng hay là hậu quả cho thai phụ? Sổ nhau nó nhanh thì có thể là gây sốt nhau bên trong và nguy cơ của băng huyết sau sanh. Cảm ơn các anh Duy. Rồi có bạn nào khác có ý kiến gì nữa không? Chú Minh ơi, có ý kiến gì không chú Minh? Anh ở bệnh nhân này thì thấy là mình phải kiểm tra cái bánh nhau của bệnh nhân đó, như là kiểm tra đầy đủ những cái tính chất của bánh nhau đó, như là kiểm tra màng nhau coi nó có đủ hay không, bánh nhau có bánh nhau phụ hay không, rồi kiểm tra nhau coi nó có đủ, có máu tụ hay là mình kiểm tra cái dây rốn coi nó bám ở đâu. Nói chung là mình phải kiểm tra đầy đủ bánh nhau ở bệnh nhân này vì mình sợ nó tình trạng bánh huyết đó. Thì đó là một ý thứ hai nữa là cái sổ nhau của bệnh nhân thì 5 phút thì nó cũng hơi nhanh được. Nhưng mà mình nhớ thời gian trung bình là từ 6 đến 30 phút á. Ừ, ý kiến mình vậy. Rồi ở cái thai này là lúc sinh ra cân được 4kg thì nặng hơn là so với cái lúc siêu âm. Thì với cái cân nặng 4kg này thì có ai có ý kiến gì về cân nặng của thai nhi này không? Rồi cái lượng máu mốt là 200g. Hồi nãy thì ước lượng trước sanh thì là 3,9 kg, nhưng mà bây giờ lúc mà thai sinh ra thì 4kg, thì nếu mà theo tiêu chuẩn của nước mình thì mình 4kg này có thể cho là con to rồi. Rồi với lại là cái máu mắt của bệnh nhân 200 á, thì mình muốn kiểm tra kỹ lại là cái lượng máu này cái đúng chưa, hay là cái là còn có sót nhau hay là gì ở bên trong không, có gây mất máu thêm hay không. Với lại nếu mà mất máu vậy thì mình muốn khám cái sinh hiệu của bệnh nhân, tổng trạng của bệnh nhân sao. Cảm ơn Giang. Thì Giang muốn tìm hiểu thêm về sinh hiệu của bệnh nhân sau sanh. Rồi có bạn nào khác có cái gì khác không? Ông Minh ơi. Không, mình không có ý kiến. Mình có ý kiến. Thì ngoài cái vụ mà băng huyết sau sinh ra thì mình thấy là cần đánh giá xem coi sức khỏe của bé sau sinh nữa, là đánh giá cái chỉ số ép ga này xem coi là bé có bình thường hay không. Rồi hết rồi. Rồi Giang ơi, tiếp ý kiến đi Giang. Nãy mình thấy là bệnh nhân ở giai đoạn này bệnh nhân có sử dụng oxytocin thì mình nghĩ là cái oxytocin này nó có tác dụng là nó giúp co hồi tử cung, để giảm lượng máu, giảm xuất huyết băng huyết sau sanh.
mình bổ sung, mình nghĩ là cần trong mình cần phải thường xuyên theo dõi xin hiệu bệnh nhân. Cái thường xuyên đây là công minh muốn theo dõi như thế nào, sau mỗi bao nhiêu tiếng? Cái này em cũng... Rồi ngoài theo dõi sinh hiệu thì công minh còn muốn đánh giá gì khác ở bệnh nhân này sau khi sanh không? Không muốn theo dõi gì khác nữa không? Có bạn nào đưa ra cho mọi người hay đưa ra cho riêng mình một cái giả thuyết về cái thai phụ ở giai đoạn, trong cái giai đoạn 4 này hay không? Can Duy có giả thuyết nào không? Can Duy? Hiện tại mình không có giả thuyết nào thêm. Thì ngoài những cái thắc mắc mà ở trên các bạn vừa nói, như là muốn kiểm tra xem bánh nhau, rồi xem kiểm tra xem đường sinh dục có rách hở, có vết thương gì không, rồi theo dõi sinh hiệu của bệnh nhân, đánh giá sức khỏe của thai nhi sau sanh, thì các bạn đều muốn tìm hiểu hay là đánh giá thêm một cái tình trạng đó của thai phụ và của bé sau khi sanh đúng không? Mình muốn đánh giá thêm cái phần sản dịch của thai phụ sau sanh, với lại là phải theo dõi thai phụ đó, đặc biệt là trong vòng 24 giờ đầu, tại vì có thể là máu nó sẽ đối với một bệnh nhân cũng có thể là xuất huyết băng huyết sau sanh dễ hơn so với một giờ đầu, nên mình còn phải theo dõi lượng máu bệnh nhân mất tiếp theo là bao nhiêu, thông qua các cái dấu hiệu trên lâm sàng như là sinh hiệu, rồi thông qua cái khi mà xuất huyết chảy máu ra thì mình có thể ước lượng được. Mình hết. Cảm ơn Bình. Còn bạn nào có ý kiến nữa không? Nếu không thì anh Toàn ơi, anh có câu hỏi nào cần đưa ra cho mọi người cùng thảo luận không ạ? Rồi ha. Thứ nhất là mình sẽ thấy rằng, câu đầu tiên đó là mình thấy rằng là chị này mặc dù là như mấy bạn nói là ước lượng cân nặng là 39, nhưng mà chị này để con ra thực sự nó 4kg lần này. Rồi là chị này sanh thường thành công ha. Nhưng mà chị này sanh thường chỉ sau có khoảng 1 giờ sau đó. Vậy thì tổng thời gian chuyển dạ của chị này là mấy tiếng? Tổng thời gian chuyển dạ là 2 tiếng. 2 tiếng, tức là chị này là thuộc là chuyển dạ gì? Chuyển dạ nhanh. Chuyển dạ nhanh, rồi nhau sổ bình thường ha, chị này cũng không cần phải cắt tần sinh môn nữa. Đây, ví dụ như một người bình thường ta sẽ có những cái chỉ định về cắt tần sinh môn trong chuyển dạ, ví dụ như là con so, rồi con so là cắt tần sinh môn để chuyển dạ. Còn ví dụ như những người như chị này là sinh con lần tư rồi, tần sinh môn nó giãn nở rồi, thì có thể chị này không cần phải cắt tần sinh môn. Rồi. Sau đó thì chị này được sử dụng là oxytocin truyền tĩnh mạch với lại là tim bắp. Giống như nãy anh Hưng có cung cấp với mình đó là 4 ống oxytocin, tức là 20 đơn vị và 1 ống à 2 ống oxy tim bắp, tức là 10 đơn vị để điều trị. Thì sau này thì mình thấy là giờ máu mất có 200 thôi. Tuy nhiên chị này nhìn chung là vẫn còn tồn tại các yếu tố nguy cơ như là cân nặng là bé to nè, chuyển dạ sanh nhanh, rồi sử dụng thuốc thì là mới sử dụng oxytocin thôi. Còn cái cách mà mình bài bữa trong cái bài soạn của mình sau đó, xong bữa sau mình trình sẽ có là oxytocin đó, là nó sẽ có bao nhiêu đường dùng, cơ chế tác động của oxytocin là gì nè, oxytocin có bao nhiêu đường dùng, liều lượng dùng như thế nào và hiệu quả của nó trong điều trị băng huyết sau sanh là gì. Rồi.
Vậy thì giống như mấy bạn nói, tức là mấy bạn sẽ vẫn phải theo dõi chuyện này sát trong vòng 24 giờ coi thử coi là có nguy cơ hay gì không. Một số bạn thì yêu cầu là xác định coi cái lượng máu mất 200 này có phải là lượng máu thực sự hay chưa. Thì có bao nhiêu cách để mà người ta đo lường một cái lượng máu mất? Tại vì nếu như vậy, tức là bạn đang đặt câu hỏi là thắc mắc là nó là cái lượng máu mất mà mình ghi nhận là 200 này là được đo như thế nào? Được đo như thế nào? Được đo bằng cách là sổ nhau xong có cái túi hứng, hay là 200 này là từ các cái xăng bãi, từ cái giạc chèn sau khi đỡ xanh, hay là sao? Hay 200 thì là có bao gồm cả nước ối nữa hay sao? Rồi. Dạ, lúc mà em đi phòng xanh á, thì em thấy có một cái biển, có một cái tờ giấy dán ở trên tường á, là cái cân lượng máu mất sau mà khi xanh á, thì dựa trên thứ nhất là băng vệ sinh của sản phụ, là một miếng là quy định là 30g, tã lót mông thì 50g trên một tấm, còn tampon là 3g trên một viên. Đó là ba cái mà em biết. Mà cái đó là cái mà ví dụ như người nào mà người ta máu mất quá nhiều á, nó thấm qua gạt, qua xăng vải hoặc là dùng tampon thì người ta sẽ đo. Còn ví dụ như một người mà người ta vừa mới đỡ xanh xong á, và người ta sổ nhau xong á, thì cái lượng máu mất sau sổ nhau á, nó sẽ nằm ở đâu, làm sao ta đo được? Dạ dạ em thấy lúc mình đi lâm sàng em thấy người ta sẽ đo bằng cái túi đo máu, cái túi tam giác. Đúng rồi, ta sẽ có một cái dụng cụ là cái túi đo máu, hiểu không? Thì khi mà mình dùng cái túi đo máu đó mình đo thì mình sẽ ước tính được cái lượng máu mất mà tại thời điểm đó là bao nhiêu. Còn giống như bạn nói thì có thể máu mất nó sẽ còn từ những cái nguồn khác mà nó không chảy ra từ ngay bây giờ, thì vì thật ra máu nó sẽ còn nằm ở bên trong cái tử cung, hiểu không? Nó nằm ở trong tử cung, thành ra cái lượng máu mất mà mình nhìn thấy được á, người ta nói rằng nó chỉ bằng 50%, tức là bằng 1/2 cái lượng máu mất thực tế thôi, hiểu không? Thành ra tuy nhiên á, để mà đo lường được lượng máu mất á, thì không, thật sự là không có một cái phương pháp nào gọi là chính xác hết. Mình chỉ có thể đo bằng những cái cách tương đối giống như nãy bạn nói, ví dụ là quy chiếu hoặc là hiện giờ, là cái cách mà lý tưởng hơn là mình sử dụng cái bao đo máu để mình ước lượng cái lượng máu mất thôi. Rồi, bây giờ mình qua cái giai đoạn tiếp theo nha. Rồi, ở giai đoạn 5 này thì mình cũng xin phép được mời một bạn dịch và sau đó đưa ra những cái keyword trong cái đoạn này giúp mình nha. Nếu mà không có bạn nào thì mình xin được phép mời. Mình dịch luôn cho nè. Sau 30 phút thì một cái người nữ hộ sinh ấy, thì người ta đã kiểm tra lại cho cái bệnh nhân này, thì thấy bệnh nhân là có niêm nhạt, cái mặt cái nhịp của bệnh nhân là 120 lần trên phút, huyết áp là 90/60, kháng bụng mới thì thấy là bụng mềm, cái tử cung của bệnh nhân nhão và nó cao tới rốn, khám âm đạo thì thấy là có cái máu ở trong, có máu ở trong âm đạo khoảng 700 gram. Thì Tiểu Ngọc có thể giúp mình nốt ra những cái keyword ở trong cái giai đoạn thứ năm này được không? Cái keyword thì đầu tiên là cái bệnh nhân này có cái dấu hiệu của cái máu, hay là bệnh nhân này có da niêm nhạt này, huyết mạch tăng, huyết áp, nhịp tim tăng, huyết áp tụt. Rồi cái thứ hai là bệnh nhân này có thấy cái cục máu đông ở trong âm đạo là đến 700 gram rồi. Kiểm tra thì thấy là tử cung của bệnh nhân này mềm nhão rồi ngang rốn, thì có hai vấn đề đầu tiên đó thì có thể là gợi ý cái nguyên nhân gây băng huyết sơ sinh của bệnh nhân, thì có thể là do bệnh nhân này cái chất lượng tử cung của bệnh nhân kém, nó bị đờ. Rồi cái thứ hai là về cái lượng máu mất, thì cái lượng máu mất thực tế nó sẽ nhiều hơn cái lượng 200 hồi nãy mà mình thấy. Ở cái slide trước là có mất 200 rồi, giờ thêm cái máu cục là 700. Ngoài ra là cái tử cung nó đang còn to, nó chưa có co lại được, thì có thể bên trong tử cung đó, nó vẫn còn cái lượng máu ở trong đó mà mình chưa có thấy được. Nên là mình nghĩ là ngay cái slide này thì có thể chẩn đoán bệnh là bệnh nhân này có cái băng huyết sơ sinh. Cảm ơn Tiểu Ngọc. Thì qua những cái thông tin mà Tiểu Ngọc vừa cung cấp thì có bạn nào có đưa ra được ý kiến về cái tình trạng hiện tại có thai phụ hay không? Hay là muốn đặt thêm câu hỏi, muốn kiểm tra thêm cái gì ở thai phụ này, mời mọi người cho ý kiến. Ở bệnh nhân này thì đầu tiên là mình đã chẩn đoán được bệnh nhân là có băng huyết sơ sinh rồi.
là bởi vì là băng huyết sau sanh người ta được định nghĩa là có thể mất lượng máu mất trên 500 đối với sanh thường, sản phụ này mất lúc nãy là 200 rồi mất thêm 700 nữa là 900 rồi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là bệnh nhân đã bắt đầu có các triệu chứng của tình trạng mất máu mà xuất hiện các triệu chứng lâm sàng như là niêm nhạc, mạch nhanh, huyết áp thì bắt đầu có xu hướng hạ rồi, 90-60 và bắt đầu có xu hướng hạ và có thể tiếp tục hạ. Và đó là hai cái. Cái thứ ba nữa là mình thấy được là cái khi mà khám cổ tử cung á, thì cổ tử cung mềm nhão á, thì nó co, không co hồi không tốt, không thành cái dạng cầu để cầm máu tốt. Mình nghĩ là đây đó, mình có ba ý như vậy. Cảm ơn Trung Minh. Có bạn nào có thêm ý kiến khác hay là muốn bổ sung gì cho ý kiến của Trung Minh không? Giảng ý kiến gì không Giảng? Mình cũng có ý kiến giống Minh với Ngọc đó, thì mình thấy là nếu mà bệnh nhân này đã sinh nhiều lần rồi thì chất lượng tử cung nó sẽ kém. Mà bình thường nếu mà một phụ nữ đang mang thai thì cái lượng máu tới tử cung nó rất là nhiều. Mà khi mà tử cung, chất lượng tử cung kém dễ, cái sức co nó không có còn tốt như là cái lần sinh đầu tiên đó, thì các cái cơ co nó co lại không có tốt thì cái lượng máu nó vẫn tới. Nên có thể là cái tử cung nó vẫn ngang rốn sau mà nó bế ra thì có thể là kiếm mọc nó có thể là có chứa máu trong đó. Cảm ơn Dĩ. Còn bạn nào có đưa ra ý kiến nữa không? Hay là có muốn hỏi thêm gì về tình trạng của bệnh nhân này, của thai phụ này để có thể đánh giá được tốt hơn cái tình trạng của bệnh nhân hay không? Alo, mình đồng ý với bạn là cái này mình nghĩ về cái nguyên nhân là đầu tử cung. Và mình ở cái giai đoạn 4 hồi nãy mình cũng đã có cái điều trị trực tiếp bằng cái oxytocin cho bệnh nhân này rồi. Nhưng mà sau 30 phút đó thì thấy là cái tình trạng của bệnh nhân vẫn thể hiện là có các cái dấu hiệu lâm sàng của thiếu mất máu, và đồng thời là thấy được cái lượng máu vẫn còn ở phía trong là 700 gram. Thì mình muốn biết là cái máu nó vẫn còn tiếp tục đen ra hay không. Tại vì nếu như mà sau khi mình điều trị trực tiếp rồi mà cái lượng máu nó vẫn tiếp tục ra thì mình phải tiến hành các cái bước xử trí tiếp theo, ví dụ như là chèn tử cung bằng tay hay bằng bóng gì đó. Cảm ơn con. Rồi có bạn khác, các bạn khác có ý kiến gì nữa không? Các anh Duy ơi. Mình nghĩ thì cái lúc này có mô tả là cái tử cung lúc này nó ngang rốn, mà theo được biết thì sau sinh thì tử cung thường là nó ở dưới rốn, nên mình nghĩ lúc này nó vẫn còn máu ở trong cái lòng tử cung. Cảm ơn anh Duy. Còn những bạn khác như thế nào? Khoa có ý kiến gì không Khoa? Mình nghĩ là cái tử cung của bệnh nhân này nó nhão với lại nó cao ở trên rốn, thì nghĩ cái nguyên nhân mà dẫn tới băng huyết sau sinh lần này là do cái đờ tử cung, nghĩ nhiều là do đờ tử cung, thì nghĩ là nên bắt đầu điều trị băng huyết sau sinh luôn. Cảm ơn Khoa. Rồi còn bạn nào khác có ý kiến nữa không? Có bạn nào muốn hỏi thêm thông tin gì để đánh giá tốt hơn cái tình trạng của thai phụ này không? Nếu như mà không ai có ý kiến nữa gì thì em mời anh Toàn đưa ra câu hỏi để mọi người cùng thảo luận. Mấy em thấy là ví dụ như là chị này là máu mất trước ở giai đoạn 4 là 200, bây giờ giai đoạn 5 này là sau 30 phút lại thì là 900, là 700, là tổng cộng là 900 rồi. Thì mấy em nghĩ đã đủ là để chẩn đoán là băng huyết sau sanh rồi. Và mấy em nghĩ nhiều là chị này băng huyết sau sanh do gì? Em nghĩ là do đờ tử cung là mình nghĩ nhiều là chuyện này là băng huyết sau sanh do đờ tử cung.
cái yếu tố một cái nữa. Nói đi. Cái nữa là bệnh nhân này không cắt cái tầng sinh môn đó, thì mình có thể loại trừ được là nguyên nhân bằng huyết sâu xanh do cái tổn thương đường sinh dục á, nên nghĩ nhiều tới đời tử cung này. Có thể mình nói là không tổn thương đường sinh dục, cắt tầng sinh môn là không tổn thương đường sinh dục thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì nó cũng không đúng lắm. Là tại sao? Mình nói đường sinh dục là sao? Dạ, có thể là do từ âm đạo hay khác nữa. Nhưng mà nếu vậy nó chưa báo quá, nó mới có một phần thôi. Khi em nói cắt tầng sinh môn, tức là anh hiểu rằng em đang nói là đến âm đạo. Tuy nhiên khi em nói, mình nói là tổn thương đường sinh dục, chứ không phải là tổn thương âm đạo, đúng không? Dạ. Nhưng thì còn đường sinh dục còn gì nữa? Đường sinh dục còn gì nữa? Dạ, đường sinh dục có trên với dưới ạ. Có trên với dưới nữa. Thành ra để chắc chắn việc đó, em loại trừ việc đó là tổn thương cho đường sinh dục đó, thì em phải làm gì cho chị này tiếp theo? Chứ không phải là mình nói rằng là chị này cắt tầng sinh môn không có, rồi mình khám thì mình khám thấy tử cung mềm nhão, tử cung to ngang trốn, cho nên là mình nghĩ rằng đó là chị này bị lờ tử cung mà mình tiến hành xử trí, mà mình không đi tìm những cái loại trừ những cái nguyên nhân khác của băng huyết sâu xanh. Chị thì ví dụ như đến thời điểm này là em, mặc dù em nghĩ đây là băng huyết sâu xanh do đời tử cung nhiều đó, nhưng mà động thái tiếp theo của em là sẽ làm gì cho chị này? Để có thể là kiểm tra coi còn có sót nhau hay không, hoặc là loại trừ làm cái đông máu, coi cái đông máu của bệnh nhân có bình thường để loại trừ cái rối loạn đông máu. Rồi, đông máu kết quả bình thường đó. Còn cái việc đó là kiểm tra coi có sót nhau hay không đó, thì mình phải quay lại cái slide giai đoạn 3 gì đó, người ta ghi là nhau ông sổ gì đó, trong giai đoạn 3 người ta có ghi thông tin gì. Cho xin lại cái anh chứ. Em slide 4 nó ghi là nhau sổ nhanh trong 5 phút đó. Tức là nhau thường, ý cái này là nhau sổ tự nhiên. Đồng ý nếu mà em muốn thì kiểm tra lại tầng sinh đơn coi sót nhau được hay không, nhưng nếu như vậy tức là em phải soát lầm tử cung. Xoát lầm tử cung của bệnh nhân á, thì mới coi là bệnh nhân có sót nhau hay không. Tuy nhiên bên cạnh việc mà em kiểm tra có sót nhau hay không á, em còn phải kiểm tra cái gì nữa? Em còn phải kiểm tra cái gì nữa? Kiểm tra coi có vỡ tử cung. Tự nhiên bệnh nhân có yếu tố gì đâu mà vỡ tử cung? Dạ có con to, với lại là sinh chuyển dạ nhanh. Em nghĩ là tới cái chuyện nha, cái vỡ tử cung mà giữa vỡ dưới phúc bạc á, vỡ nhỏ thôi. Tức là nó sẽ không phải nghĩ nhiều, nhưng mà mình loại trừ đi. Nhưng mà vỡ tử cung á, thường nó sẽ gặp trên những cái tử cung có sẹo mụn cũ hơn là những tử cung mà không có sẹo mụn cũ, đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi ta. Dạ anh. Dạ với em, em có ý kiến nữa là đối với cái trường hợp này thì khi mà sờ bệnh nhân không có đau bụng nhiều, với lại là sờ thì bụng thì là mềm, thì em nghĩ là không có vỡ tử cung nhiều nữa đâu, thì nó sẽ có các cái phản ứng thành bệnh đồ. Em nghĩ vậy. Ý anh á, là nãy mình nói là mình loại trừ nguyên nhân tổn thương đường sinh dục liền đó là không đủ, là mình phải còn kiểm tra nữa. Bởi vì đường sinh dục sẽ có đường sinh dục trên và dưới. Trên thì sẽ có tử cung, hai vòi trứng, rồi còn đường, còn âm đạo cổ cung nữa chi, còn cổ cung nữa chi, đúng không? Thành ra ví dụ như bệnh nhân này là có cái cổ, bệnh nhân có tổn thương ở cổ cung cũng có thể chảy máu, và người ta vẫn coi đó là chảy máu từ đường sinh dục mà. Thành ra em phải kiểm tra coi cổ tử cung âm đạo là cổ tử cung, tử cung có gì bất thường hay không. Ví dụ âm đạo thì kiểm tra coi có rách tầng âm, tầng sinh môn, rách hình âm đạo hay không. Cổ cung thì có rách cổ cung hay không. Tử cung thì có sót nhau hay không, hay là có vỡ tử cung thì giống như bạn suy nghĩ đó, hiểu không? Nhưng mà khi mà mình đặt cái chuẩn đoán vỡ tử cung, mình phải coi bệnh nhân có yếu tố có nguy cơ gì không để mình nghĩ nhiều tới đó. Chứ không phải bệnh nhân nào đa sản cũng có nguy cơ vỡ tử cung đó. Rồi lâm sàng, ví dụ mình giống như bạn nói, lâm sàng của một trường hợp ở tử cung tức là máu thoát ra trong thành bụng thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng của viêm phúc mạc, có thể đau bụng, ok, đó. Thế ra mình phải nghĩ tới những cái đó để mình đưa ra hướng xử trí. Rồi, một bạn nghĩ rằng là bệnh nhân sẽ có yếu tố nguy cơ của rối loạn đông máu, anh đồng ý, hiểu không? Nhưng mà thường mình, bệnh nhân sẽ có làm xét nghiệm hết rồi, và nếu như mà rối loạn đông máu thường cũng phải có một cái
lý do nào đó bệnh nhân mới gây rối loạn đông máu. Chứ còn tại thời điểm này mà bệnh nhân vừa mới sanh xong mọi thứ bình thường mà tự nhiên sau đó bệnh nhân rối loạn đông máu thì mình phải tìm coi cái nguyên nhân nào mà bệnh nhân gây rối loạn đông máu ở tại thời điểm này hay không, để mà nó gây chảy máu ồ ạt hay gì đó. Dạ, tại em thấy là có ở cái khám âm đạo thì nó người ta nhận thấy được là có một cái huyết khối nhiều ở đạo, thì em không nghĩ là bệnh nhân có rối loạn đông máu. Ừ. Rồi, tức là có máu, có hình thành máu đông, máu cục mà đúng không? À, vậy thì bây giờ mình nghĩ chị này là bị băng huyết sau sanh rồi, thì bây giờ cái câu thứ ba mà mình nên về tìm hiểu giúp anh đó. Thứ nhất là nãy giờ mình nói đi nói lại rất là nhiều về băng huyết sau sanh. Mình chịu khó tìm giúp anh một cái là định nghĩa băng huyết sau sanh. Định nghĩa nó đã thay đổi như thế nào? 500, 1000 hay là thay đổi như thế nào? Hay là 10% HCT hay là dấu hiệu lâm sàng bị ảnh hưởng của sốc mất máu thì mới gọi là băng huyết sau sanh hay sao? Rồi, đó là thứ nhất là định nghĩa băng huyết sau sanh. Cái thứ hai đó là mình nói về các nhóm nguyên nhân của băng huyết sau sanh. Là nhóm gì? 4T là gồm những cái gì? Rồi. Cái thứ ba là mình làm sao mình... Cái thứ ba là cái mà nãy mình lượng giá cái băng huyết sau sanh, lượng máu mất đó. Có bao nhiêu cách để lượng giá hay gì đó. Rồi sau đó cái câu số 2 mà mình soạn nãy á, là các cái thuốc để điều trị băng huyết sau sanh, để dự phòng băng huyết sau sanh gì đó. Nó sẽ gộp chung cho cái vế này để nó làm rõ hơn cho mình cái bài học của mình là định nghĩa băng huyết sau sanh, nguyên nhân, chuẩn đoán và điều trị đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ thấy rằng là cái chị này á, mới chỉ được có sử dụng oxytocin thôi. Vậy thì tức là oxytocin chưa có đủ hiệu quả trên cái bệnh nhân này. Vậy thì bây giờ lượng máu mất này đã là 700 rồi, thì em dự định là cho chị này làm gì tiếp? Em nói là mình nói là lượng máu mất này đã là 700 rồi mà nó chưa đủ. À, với đáp ứng với oxytocin, một cái thuốc con hồi tử cung. Vậy thì trên bối cảnh em đang thấy chị này nghĩ nhiều là đờ tử cung nè, máu mất đang là 700, sử dụng oxytocin rồi, bây giờ em định làm gì cho chị tiếp theo? Bên cạnh việc là em kiểm tra coi tìm nguyên nhân rồi đó, em nghĩ rằng nguyên nhân nó phục hồi cho em vẫn là đờ tử cung thôi, thì em sử dụng tiếp gì cho chị này hay sao, hay chị em chỉ dừng tại đó? Dạ, theo em thì đầu tiên là sẽ xử trí tích cực trên bệnh nhân này là sẽ cho bệnh nhân đầu tiên là thở oxy. Thứ hai là mình sẽ lập các đường truyền, đảm bảo lập các đường truyền cho bệnh nhân. Rồi thứ ba là mình sẽ chuẩn bị máu, chuẩn bị phòng hồi máu. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm các cái biện pháp để mà ngăn chặn chảy máu, như là mình có thể tiêm thêm, truyền thêm oxytocin. Nói chung là em nói mấy ý này, thứ nhất là thiết lập đường truyền gì đó, rồi sử dụng tiếp oxytocin nữa. Nói chung là em vẫn là tiếp tục sử dụng oxytocin. Rồi có mày nào có ý kiến gì không? Thưa anh, em nghĩ là có thể là mình phối hợp thêm các thuốc khác như là miso hoặc là prostaglandin. Miso hoặc là prostaglandin. Vậy là miso không phải là prostaglandin đúng không? Thì là mình phải dùng một loại prostaglandin khác. Thì sao? Miso là prostaglandin luôn á anh. Rồi bây giờ em dùng prostaglandin gì? Prostaglandin E1. E1. Nói chung là em đặt miso cho bệnh nhân đó. Rồi, còn bạn nào có ý kiến gì nữa không? Dạ, mình có thể thực hiện xoa bóp tử cung bằng tay cho bệnh nhân. Rồi xoa bóp tử cung bằng tay. Rồi, các bạn nào có ý kiến gì nữa không? Dạ, mình bổ sung thêm cái tranexamic acid để cầm máu với bệnh nhân. Rồi, dùng sớm trong 3 giờ đầu với liều là 1 gram, truyền là tốc độ là 100mg một phút. Rồi. Các bạn nào dùng gì nữa không? Rồi nếu mà mấy bạn mình nghĩ dùng bệnh nhân này được dùng những cái như vậy đó, thì bây giờ mình coi thử coi thực sự bệnh nhân này được làm gì nha. Rồi
Bạn nào nói đi. Dạ em nói nhanh. Thăm khám ghi nhận thấy thì có tình trạng chảy máu từ cổ tử cung mà không có một cái vết rách ở cổ tử cung hay âm đạo. Bệnh nhân thì được tiêm một ống Duratosin đường tĩnh mạch, một ống Egomethin đường tĩnh bắp và 600 microgram Misoproton đặc hormone. Bệnh nhân có xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu thì có bạch cầu là 12.000, nitro là 88%, hemoglobin là 8.7, hematocrit là 24%, MCV 92, MCH 31, tiểu cầu là 175, test đông cầm máu thì bình thường. Rồi thì qua cái kết quả về cầu lâm sàng cũng như là cái điều trị mà bệnh nhân được tiếp nhận thì có bạn nào có ý kiến gì về cái tình trạng của bệnh nhân hiện tại không? Chú Minh có ý kiến gì về cái tình trạng của bệnh nhân hiện tại không chú Minh? Từ mình đang nghĩ cái nhưng mà thứ nhất là bệnh nhân đã được về thuốc thì mình thấy bệnh nhân được tăng thêm liều, mình nghĩ những cái liều này nó tăng thêm thuốc và cũng như tăng thêm liều lượng rồi, nhưng mà mình không biết là bệnh nhân có đang tiếp tục chảy máu hay không. Còn cái trên công thức máu thì cho thấy là bệnh nhân đã mất một lượng máu nhiều, là nó còn hemoglobin chỉ còn 8 chấm thôi và hematocrit thì đã giảm còn 24%. Thì mình nghĩ là bệnh nhân này cần phải được theo dõi chặt hơn hoặc là xử trí cực hơn, như là mình có thể bơm bóng cho bệnh nhân để cầm máu tạm thời. Cảm ơn chú Minh. Rồi các bạn nào khác có ý kiến gì nữa không? Dựa vào cái kết quả xét nghiệm công thức máu như vậy, hemoglobin là 8.7, HCT 4%, bạch cầu 12.000, thì có ai có ý kiến gì về cái chỉ số này không? Mình hôm mai phát biểu thì mình xin phép được mời một người nha. Cảm ơn. Alo, Cảm ơn. Alo, nhìn. Dựa vào cái công việc ý kiến gì không? Thì mình cũng như mấy bạn là thấy thì bệnh nhân đã mất một lượng máu nhiều, cái hematocrit của bệnh nhân thì giảm từ 45% giá trị bình thường chỉ còn có 24% thôi. Ấy mình chỉ lưu ý chỗ đó thôi, với thấy liều thuốc nó cũng tăng lên thôi. Chứ chắc phải theo dõi về khi mà xử trí những cái thuốc này thì phải theo dõi thêm đáp ứng của nó như thế nào để xử trí là có nên truyền máu cho bệnh nhân tiếp hay không. Chứ thấy chỉ số máu như là tụt nhiều. Mình chỉ có ý kiến rồi. Cảm ơn cậu. Mình thắc mắc một cái nha, là không biết là cái kết quả này là được xét nghiệm lúc nào, trước hay là sau khi trước khi bệnh nhân nhập viện hay là sau khi bệnh nhân nhập viện hay là sau khi bệnh nhân sinh, và tại thời điểm hiện tại để xem coi cái tốc độ nó bị thay đổi cái HCT để mình xem coi cái tiên lượng mức độ nặng của nó nữa. Hết rồi nha. Cảm ơn Tuấn Anh. Rồi còn bạn nào có ý kiến gì nữa không? Theo nhận thì trong những cái tình trạng mà mất máu cấp đó thì hemoglobin với HCT thì thường sẽ không có phản ánh đúng cái tình trạng mà lúc mà lấy mẫu xét nghiệm, thì mình nghĩ là cái tình trạng bệnh nhân là có thể là sẽ nặng hơn so với những kết quả mình thấy là hemoglobin có thể xuống thấp hơn. Cảm ơn công minh. Ở cái phần điều trị thì mình thấy nếu mà là cái nguyên nhân mà là do đòn tử cung thì cái điều trị trực tiếp đầu tiên của người ta là sơ bóp tử cung và dùng các thuốc cơ hồi giống như là mình hồi nãy giờ tụi mình làm, nhưng tụi mình đọc, nhưng mà cái thứ tự điều trị thì thường thấy là người ta sẽ dùng oxytocin trước, rồi sau đó trong trường hợp là nó vẫn tiếp tục chảy hoặc là trong điều kiện không có oxytocin thì người ta sẽ dùng cái ergometrin trước, rồi sau đó người ta mới
dùng tới cái prostaglandin. Còn hồi nãy Khoa có nói trên alo nó đi ngon ơi, bọn đang nghe đây. Cái trên nước acid đó thì thường là khi mà mình dùng ba cái thuốc co hồi tử cung rồi mà máu nó vẫn tiếp tục chảy thì lúc đó người ta mới có những cái hướng xử trí tiếp theo, là ví dụ dùng cách chèn tử cung hoặc là dùng tới cái tranexamic acid, chứ không phải là dùng ngay từ lúc đầu. Cảm ơn ý kiến cũng ngon. Còn bạn nào có ý kiến khác nữa không? Bích Ngọc ơi, Bích Ngọc ý kiến nha, Bích Ngọc. Hay là có gì thắc mắc không? Ở đây mình thấy là có xác nhận lại là không có vết cắt gì trên cổ tử cung và âm đạo thì mình có thể loại trừ được cái sự tổn thương của cái đường sinh dục, và cũng góp phần là mình suy nghĩ nhiều hơn về cái đường tử cung gây ra cái tình trạng băng huyết này. Về cái xử trí thì tại vì mình chưa có đọc kỹ nhưng mình không có biết là cái xử trí này như vậy là đúng hay chưa, nhưng mà mình nghĩ là nên bổ sung, ít nhất là bây giờ nếu chưa bổ sung máu thì phải là bổ sung dung dịch cho bệnh nhân một chút. Cảm ơn Bích Ngọc. Tuyết Mai ơi, Tuyết Mai thấy ở bệnh nhân cái thai phụ này, cái kết quả của thai phụ như thế nào Tuyết Mai? Ở thai phụ này thì mình không có ý kiến gì thêm. Mình thấy là cái công thức máu là bệnh nhân có một tình trạng thiếu máu đáng sáng đặc màng này, nó phù hợp với lại cái tình trạng mất máu cấp của bệnh nhân. Tiểu cầu cũng không có giảm. Rồi bạch cầu thì bạch cầu ở đây 12.000. Mình đang phân vân lại, mình không nghĩ là bệnh nhân có một tình trạng nhiễm trùng. Trước đó bệnh nhân cũng đã được làm cái xét nghiệm trước rồi thì không có nghi nhận gì, thì có thể đây là cái bạch cầu tăng do tăng bạch cầu phản ứng. Mình hết à? Hoàng Lan có một cái thắc mắc là hồi nãy trong cái lúc mà mình dự phòng cho sản phụ này thì mình có xét nghiệm nhóm máu và chuẩn bị máu dự phòng cho bệnh nhân. Thì Lan có tìm hiểu tài liệu nhưng mà Lan chưa thấy cái chỗ nào nó viết về cái chỉ định khi nào truyền máu trong trường hợp bệnh nhân băng huyết sau sanh. Thì không biết có bạn đã đọc được chưa, có thể trả lời cho Lan câu này được không? Nếu có bạn nào biết về cái chỉ định truyền máu ở bệnh nhân băng huyết sau sanh thì có thể giải đáp giúp Lan được không? Còn nếu mà không có bạn nào đưa ra được câu trả lời thì tụi mình cũng sẽ cùng biểu quyết là đưa cái câu hỏi về chỉ định truyền máu băng huyết sau sanh này vô cái phần mà để mọi người cùng nhau tìm hiểu. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Lan. Rồi còn bạn nào khác muốn đưa ra câu hỏi hay là muốn đưa thêm ý kiến gì nữa không? Mình sẽ hỏi thêm một bạn nữa nha. Nguyễn Tấn Dũng, Dũng ơi, Dũng có ý kiến gì không Dũng? Không có đây. Chánh ơi. Alo Chánh ơi. Alo Huy ơi, mình chưa có ý kiến thêm gì nha. Ví dụ như trong khi mà mình thấy chỉ ra máu thì cái bác sĩ ở trong cái trường hợp này người ta đã kiểm tra thì thấy rằng là cổ cung thì không có rách gì hết. Rồi cũng không có thấy máu chảy ra từ cổ cung hoặc là âm đạo, cho nên nó là tổn thương đường sinh dục là coi như mình loại trừ. Thì nguyên nhân của mình nó là đờ tử cung.
thì đầu tử cung á, bên cạnh việc á, là cái người này mới chỉ sử dụng được oxytocin á, thì tức là cái tử cung này không có đáp ứng được với đơn thuần oxytocin để mà nó đạt cái cơn gò để được sự co hồi, cho nên á, là bệnh nhân này phải được sử dụng thêm các thuốc co hồi tử cung khác, ví dụ như duratocin, ecometrin hay là misoprostol. Nhiệm vụ của mấy em về là coi thử những cái thuốc này công dụng nó sao, liều dùng sao thì nó đã được tìm hiểu trong câu số 2 rồi. Sau đó thì bệnh nhân này được xét nghiệm máu thì người ta thấy rằng là chị này là hemoglobin còn có 8 chấm thôi, HCT còn 24% thôi. Đúng giống như mấy bạn nói, tức là chị này phải bắt đầu được có một cái động thái đó là bồi hoàn thể tích. Thì còn có thứ nhất là bệnh nhân chị này có thể phải được truyền máu. Cái thứ hai là có thể phải tiếp tục được bù dịch nếu như mà trong thời gian là chờ máu tới. Thì phải bù dịch, vậy thì cái cách xử trí truyền máu như thế nào thì bạn giống như bạn hỏi đó, thì các em đều chưa tìm hiểu được, về mình phải tìm hiểu, tức là chút trên cái chị này đó, là cái chỉ định truyền máu trên một cái chai băng huyết sau sanh là khi nào, đúng không? Thì mình sẽ quay lại mới đầu mình sẽ thấy là chị này bị sao, mạch nhanh huyết áp còn mạch tăng huyết áp còn huyết áp còn có 90-60 thôi. Thì như vậy thì chị này sẽ có phải có cái chỉ định là truyền máu cho chị này để mà hồi phục thể tích gì cho chị. Và nhà nhóm mình tìm câu thứ tư là các cái chỉ định truyền máu cho chị này. Rồi ví dụ như em sử dụng các thuốc co hồi tử cung á, mà tử cung nó không có co hồi, không có đáp ứng máu vẫn ra á, thì mới là đến những cái can thiệp ngoại khoa khác, ví dụ như là mở bụng thám sát, may mũi bilin cầm máu, hoặc là thắt hàm vị, và cái cuối cùng mới là cắt tử cung. Rồi đó là những can thiệp ngoại khoa sau khi bệnh nhân không đáp ứng điều trị nổi. Bên cạnh việc á, song song với việc á, là mình sử dụng thuốc co hồi tử cung á, thì lúc mà mình kiểm tra âm đạo đó, mình cũng có thể sử dụng cái thủ thuật giống như bạn nói, tức là ép cái tử cung, chèn cái tử cung để coi thử coi á, là tử cung nó có đáp ứng hay không, hiểu không? Rồi cho nên á, là chắc chắn là chị này phải được sử dụng thêm thuốc co hồi tử cung thì tử cung mới co bóp. Cái thứ hai là chị này với một cái tình trạng mà HCT nó cục như vậy á, chị này phải có bồi hoàn thể tích tuần hoàn, phải có truyền dịch và truyền máu để nâng thể tích tuần hoàn lên. Rồi còn nhiệm vụ của mình đó là về coi lại những cái chỉ định đó như thế nào. Thì coi như là mình kết thúc bài BBL buổi đầu tiên với một số câu về mình còn tìm hiểu. Thứ nhất là theo thứ tự luôn là mình sẽ tìm hiểu băng huyết sau sanh, định nghĩa yếu tố nguy cơ, chẩn đoán và điều trị. Điều trị là mình sẽ tập trung vào các thuốc co hồi tử cung nó như thế nào, đúng không? Sử dụng ra sao. Rồi. Tiếp theo đó là mình có cái ý đầu tiên là mình nói về gì ha. Cái thứ hai á, là ví dụ như bệnh nhân có chỉ định truyền máu thì truyền máu là chỉ định như thế nào, khi nào được bệnh nhân được truyền máu. Rồi cái ý đầu tiên mà mình nói là ý gì? Cái vế đầu tiên mình về cần tìm hiểu là gì? Câu đầu tiên cần tìm hiểu là gì? Tìm hiểu về cái giai đoạn chuyển dạ. Rồi giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn tìm thời hoạt động đó, thay đổi đó, tiêu chuẩn chuẩn đoán như thế nào nha. Thì nhóm mình về chuẩn bị bài đi, rồi bữa sau mình sẽ gặp lại, mình sẽ giải đáp những cái câu hỏi Nistono mà mình cần tìm hiểu đi bữa sau. Ok. Rồi tụi em đã ghi nhận lại hết những câu hỏi. Rồi thì thôi mình kết thúc đây đi, bữa sau mình sẽ học tiếp nha. Dạ anh, bữa sau là mình trình bày PowerPoint ra hay là chỉ trả lời câu hỏi thôi anh? PowerPoint, tại mình đang học online mà mình, nếu mình nói miệng thì mấy bạn sẽ không có thể kịp nắm được, cho nên mình phải chia nhóm ra soạn PowerPoint thì mấy bạn mới có kiến thức, mấy bạn nó nghe được. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Ừ. Rồi thôi mình kết thúc. Chào cả lớp.